Chương 2361, chủng ma tâm kinh, không thể không nói. Tuy đối mặt với quân Tiêu Dao, Mục Huyền có vẻ không đủ thông minh, thậm chí có thể nói là không có đầu óc. Nhưng không có nghĩa là hắn ngu. Chỉ nói trên cõi đời này, cho dù là kẻ nào, khi đối mặt với quân Tiêu Dao cũng sẽ không đủ thông minh. Bởi vì không ai có thể đánh cờ với thần khống chế lòng người trong tay, nhìn rõ tất cả mọi vật. Kế mà có thể nghĩ tới tầng này, rất tốt. Có câu phòng bệnh thì vẫn tốt hơn. Ai cũng không nói chắc chắn tương lai là tình huống như thế nào. Vân Anh Lạc khẽ gật đầu nói. Nghe thấy Vân Anh Lạc tán thưởng, đáy lòng Mục Huyền hơi mừng rỡ. Cứ như thể chút tâm trạng buồn bực cũng bị hóa giải không ít. Mà lúc này, vẻ mặt Vân Anh Lạc bỗng nhiên hơi chần chờ. Sư tôn. Sao vậy? Mục Huyền nhạy bén nhận ra. Ngươi đang lo lắng. Thái Hư Thánh Tộc sẽ ra tay với Mục Thiên Thánh Tộc đúng không? Vân Anh Lạc nói. Dĩ nhiên, Mục Huyền gật đầu. Chỗ ta lại có một công pháp. Ngay cả ta cũng chưa từng sử dụng, nói không chừng sẽ có trợ giúp đối với ngươi, thậm chí là Mục Thiên Thánh Tộc, Vân Anh Lạc nói. Thật vậy chăng? Ánh mắt Mục Huyền sáng ngời. Vân Anh Lạc vung tay lên, một chùm sáng rơi vào thức hải của Mục Huyền. Ngay lập tức, Mục Huyền cảm thấy một luồng thông tin rất dồi dào tràn vào nguyên thần. Đó là một pháp môn mạnh mẽ, ngang ngược, kinh khủng tới vô cùng. Chỗ tinh diệu tuyệt luân của nó ngay cả Mục Huyền thiếu chủ thừa thấy vô số công pháp điển tịch của thánh tộc đều phải hít sâu một hơi, sợ hãi than không dứt. Chủng ma tâm kinh, sau khi thể hội sơ lược một phen, Mục Huyền hoàn toàn kinh hãi. Đây rốt cuộc là sự tồn tại vô thượng bậc nào mới có thể sáng tạo ra công pháp mạnh mẽ khủng bố như thế? Tu luyện ma chủng, hấp thu sức mạnh của người khác. Nếu như truyền xuống dưới, những người còn lại cũng có thể đạt được càng nhiều sức mạnh. Đây quả thực nghịch thiên vô cùng, khiến người ta không thể tưởng tượng được. Công pháp này là truyền thừa cổ xưa ta bất ngờ lấy được, chỉ có điều không phù hợp đạo mà ta tu luyện, nhưng bây giờ có lẽ công pháp này có trợ giúp đối với ngươi. Thậm chí ngươi có thể chia cho những người còn lại trong Mục Thiên Thánh Tộc tu luyện. Cứ như vậy, thực lực của cả Mục Thiên Thánh Tộc có thể lên một bậc cao mới trong khoảng thời gian ngắn lần nữa. Đến lúc đó, chỉ sợ khi đối mặt với Thái Hư Thánh Tộc không cần quá mức kiên kỵ, Vân Anh Lạc ung dung nói. Sư tôn. Trong mắt Mục Huyền có sự vui mừng vô hạn, nhìn về phía Vân Anh Lạc. Trong lòng có xúc động hận không thể xông lên ôm lấy nàng. Công pháp chân quý nịch thiên như thế, sư tôn mỹ nhân cũng bằng lòng giao cho hắn. Đây là tình cảm thế nào mới có thể làm đến bước này? Giờ phút này có thể nói là hắn tin tưởng Vân Anh Lạc 100%. Vân Anh Lạc thấy ánh mắt của Mục Huyền nhìn mình đầy nóng bỏng, nàng thản nhiên vung tay nói. Được rồi, công pháp này không phải dễ tu luyện như vậy, ngươi cũng không còn quá nhiều thời gian. Cũng đúng, Mục Huyền tỉnh táo lại một chút. Nếu có thể tu luyện công pháp này, đến lúc đó sợ gì Thái Hư Thánh Tộc chứ? Đa tạ đại ân của sư tôn. Mục Huyền vĩnh viễn bằng lòng làm bạn với sư tôn. Mục Huyền hành lễ nghiêm túc với Vân Anh Lạc, sau đó vội vã rời đi, bắt đầu tu luyện công pháp này. Hắn tin tưởng với thiên phú của hắn, cộng thêm diễn luyện của người tí hon màu vàng nơi mi tâm, hắn nhất định có thể đủ sức nắm giữ công pháp này, sau đó truyền cho những người khác trong tộc. Nhìn bóng lưng Mục Huyền hương phấn rời đi, bỗng nhiên Vân Anh Lạc lắc đầu, thở dài một hơi. Tiêu Nhi, vì kế hoạch của ngươi, tiểu cô mẫu ta lại phải biến thành nữ nhân tồi tại mà người ta ghét nhất, đến lúc đó nên bồi thường như thế nào đây? Ở trước mặt Mục Huyền, Vân Anh Lạc lạnh lùng phiêu giật như tiên nữ giáng trần, nụ cười bây giờ lại có thêm một tia quyến rũ. Chỉ là chút quyến rũ ấy Mục Huyền nhất định không thể thấy được. Sau huyền hoàng cổ lộ, bầu không khí của chín đại vực giống như chìm vào một loại yên lặng, dường như mọi người đều đang đợi gì đó. Bọn họ muốn biết rốt cuộc Thái Hư Thánh Tộc sẽ chọn lựa loại phương thức nào để đối phó với Mục Thiên Thánh Tộc. Song điều khiến người ta bất ngờ chính là trong khoảng thời gian ngắn, dường như Thái Hư Thánh Tộc không có động tĩnh gì. Hiển nhiên ngoại giới không thể dò xét hướng đi của Thái Hư Thánh Tộc, mà bên Mục Thiên Thánh Tộc, sau khi chiếm được chủng ma tâm kinh, Mục Huyền cũng đang điên cuồng tìm hiểu tu luyện. Nhờ sự giúp đỡ của bóng người màu vàng trong đầu hắn, Mục Huyền nắm giữ chủng ma tâm kinh chỉ sau thời gian rất ngắn. Đương nhiên hắn không biết rằng, chủng ma tâm kinh mà hắn lấy được chính là quân Tiêu Dao cố ý cải tạo cho hắn. Chính là vì có thể khiến Mục Huyền lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn nhất. Nếu như Mục Huyền không hiểu được, vậy công pháp này còn có ý nghĩa gì với hắn chứ? Sau khi Mục Huyền đại khái hiểu được công pháp này, trong cơ thể hắn đã diễn sinh ra ma chủng, cuối cùng cũng thành công. Kế tiếp chính là giao công pháp này cho một vài tộc nhân tu luyện, đồng thời khi những tộc nhân kia va tăng trong tu luyện thì cũng có thể trợ giúp ta tu luyện. Ánh mắt Mục Huyền u ám. Đầu tiên là hắn đưa công pháp này cho tộc nhân trong mạch hệ của mình tu luyện. Có trưởng lão cấp chuẩn đế tỉ mỉ dò xét công pháp này, thậm chí có pháp môn nghịch thiên như thế à? Trưởng lão chuẩn đế kia sợ hãi than không dứt. Chủng ma tâm kinh đã được quân Tiêu Dao cải tạo này chỉ sợ đến chuẩn đế không tra được vấn đề gì. Ha ha, có công pháp này, cần gì phải sợ áp lực của Thái Hư Thánh Tộc,
trưởng lão chuẩn đế cười to. Sau đó, chủng ma tâm kinh được lan truyền trong Mục Thiên Thánh tộc, chỉ là không khiến ngoại giới biết được. Mọi người của Mục Thiên Thánh tộc đều nhận được lệnh, tuyệt đối không cho phép lén truyền công pháp nghịch tinh như ra ngoài. Mày ra, công pháp này thế mà làm kinh động đến một đại đế bế quan của Mục Thiên Thánh tộc. Tuy Mục Thiên Thánh tộc hôm nay hơi suy thoái, nhưng lạc đà vầy còn lớn hơn ngựa. Dù là cường giả đại đế cũng không chỉ có mỗi một người. Chỉ có điều đang bế quan mà thôi. Chương 2362, đại đế không nhìn ra manh mối, cơ hội trở lại bảo tọa đệ nhất. Đại đế bị kinh động cẩn thận lĩnh mộ trùng ma tâm kinh. Cổ tổ đại nhân, có thể nhìn ra manh mối gì về công pháp này không? Một trưởng lão chuẩn đế hỏi. Đại đế im lặng không nói gì. Một lúc lâu, đại đế mới mở miệng nói. Thật là khiến người ta thán phục, sự tồn tại sáng tạo ra công pháp này, quả thực khó có thể tưởng tượng được cảnh giới, chỉ là tạm thời tu luyện một chút, có lẽ không có vấn đề gì lớn, tuy có vấn đề, bản tổ cũng sẽ tìm ra. Nói thật, sức hấp dẫn của chủng ma tâm kinh, cho dù là đại đế cũng khó từ chối. Nếu như đổi lại là đạo tâm chủng ma quyết lúc trước, với thực lực cấp bậc đại đế thì tất nhiên có thể nhìn ra có điều gì không đúng. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao dung hợp đạo tâm chủng ma quyết và giả y ma quyết, cải tạo thành chủng ma tâm kinh, cho dù là đại đế cũng khó trực tiếp nhìn ra manh mối gì. Chỉ có sau khi tu luyện rất sâu mới có thể phát hiện ra một chút không đúng. Đúng rồi, trước tiên đừng đi Thái Hư Thánh tộc bồi thường, nói không chừng đến lúc đó, Mục Thiên Thánh tộc chúng ta có cơ hội trở lại bảo tọa đệ nhất, đại đế cổ tổ ung dung nói. Sau đó ông ta rời đi. Hiển nhiên là muốn lĩnh ngộ pháp môn này cùng mấy đại đế bế quan khác. Mặc kệ đến tột cùng thì công pháp này có lai lịch ra sao. Thân là cường giả cấp đại đế, ông ta có tự tin có thể ứng phó tất cả cục diện. Mà theo chủng ma tâm kinh lan truyền ra, ngươi nhận được lợi ích lớn nhất rõ ràng là Mục Huyền. Hắn cảm thấy thực lực của mình, mỗi ngày mỗi đêm, thậm chí mỗi phút, mỗi giây đều đang tăng lên. Cảm giác như vậy thật sự là quá tuyệt đẹp. Thậm chí một lần hô hấp, thực lực đã tăng lên. Mục Huyền tự hỏi, tốc độ tu luyện của bản thân hắn đã rất lợi hại rồi. Nhưng so sánh với chủng ma tâm kinh, quả thực ngay cả chó má cũng không bằng. Nếu như sư tôn cho ta công pháp này sớm một chút, Mục Huyền không khỏi nghĩ tới đây. Nhưng hắn lại lắc đầu nói, nhất định là sư tôn hy vọng ta dựa vào sự cố gắng của bản thân để tu luyện, chẳng qua là tình huống trước mắt đặc biệt, có chủng ma tâm kinh rồi, cửa ải khó của ta và gia tộc đều sẽ hoàn toàn vượt qua được. Trong mắt Mục Huyền dấy lên tự tin một lần nữa. Thậm chí hắn cảm thấy, dựa vào thực lực của bản thân bây giờ đã đủ để tiện tay trấn áp Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Thời gian trôi qua, vũ trụ huyền hoàng, chín đại vực, thế lực khắp nơi đã nhận ra bầu không khí kỳ quái. Theo lý thuyết, trong phán đoán của mọi người, Mục Thiên Thánh tộc hẳn là nhanh chóng phái người tới Thái Hư Thánh tộc để nhận lỗi. Dù sao Mục Huyền đã gây ra đại họa, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Mục Thiên Thánh tộc lại không có một chút phản ứng nào, giống như căn bản là khinh thường Thái Hư Thánh tộc. Điều này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Mục Thiên Thánh tộc bành trướng đến tình trạng này rồi sao? Chẳng lẽ Mục Thiên Thánh tộc còn nghĩ mình là đệ nhất trong ngũ đại thánh tộc trước kia? Không sai. Mục Huyền giết chết Thái Hư Tiểu Thiên Vương, Mục Thiên Thánh tộc lại còn có thể bình tĩnh như thế. Cường giả các thế lực của vũ trụ huyền hoàng đều hơi kinh ngạc. Mục Thiên Thánh tộc thật là ảo tưởng, lại dám coi khinh cả Thái Hư Thánh tộc. Mà khi khắp nơi đang nghị luận, ở tinh vực dọc theo Thiên Nguyên vực, trong vũ trụ hư không, từng đường hầm không gian hiện ra giống như hố đen. Chi chít đội nhóm bước ra từ đó, tinh kỳ pháp phới, áo giáp dày đặc, có kèn lệnh chiến tranh cổ xưa thổi lên, đại biểu cho sự bắt đầu của một cuộc chiến diệt tộc. Toàn thân kỵ binh đầy sát khí, cưỡi dị thú cổ xưa, mập tràn chiến ý. Từng chiến thuyền phá vỡ hư không, trên khoang truyền cũng đọng lại máu tươi đỏ sộng, sát khí lượn lờ. Đây là đội quân vô địch của Thái Hư Thánh tộc, sát khí vô tận, binh khí nhắm thẳng vào Mục Thiên Thánh tộc. Mà ở nơi sâu của đội quân có dị thú long huyết cổ xưa kéo xe. Một nhân vật hùng mạnh của Thái Hư Thánh tộc ngồi trong đó, ánh mắt sắc lạnh như băng. Thậm chí ngay cả Thái Hư Vương đều ngự giá thân chinh, tự mình đến đây. Rõ ràng là cực kỳ coi trọng trận chiến này. Tuy lúc trước chúng ta đã quyết định sẽ ra tay với Mục Thiên Thánh tộc, nhưng không nghĩ tới Mục Thiên Thánh tộc lại bành trướng như vậy, thậm chí một chút ý nhận lỗi cũng không có. Một đại đế khác của Thái Hư Thánh tộc ngồi ở trong xe có giọng điệu lạnh như băng. Lúc trước, trong Thái Hư Thánh tộc còn có một vài người cảm thấy quyết định của Thái Hư Vương quá võ đoán xúc động. Nhưng sau khi nhìn thấy thái độ Mục Thiên Thánh tộc lại khinh thường lớn lối như vậy, trong Thái Hư Thánh tộc không còn có người nào phản đối hành động xuất binh của Thái Hư Vương. Mục Thiên Thánh tộc đích xác là tìm đường chết. Không sao cả, kết quả sẽ không có chút thay đổi nào. Giọng Thái Hư Vương đầy lạnh nhạt. Ánh mắt của ông ta giống như xuyên thủng hàng tỷ hư không, nhìn về phía những phương hướng khác. À, chỉ là ta không nghĩ tới tộc kia thế mà cũng chuẩn bị dính vào. Xem ra các nàng cũng muốn chia một chén canh.
Hướng mà Thái Hư Vương nhìn rõ ràng là Thanh Nguyệt Vực, nơi ở của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Trong ngũ đại thánh tộc, Nguyệt Thần Thánh Tộc luôn luôn tương đối bàng quan, không tham dự các loại phân tranh. Thái Hư Vương không nghĩ tới, ngay cả Nguyệt Thần Thánh Tộc cũng không kiềm chế được, muốn chia một chén canh. Thiên Nguyên Vực là vùng địa vực giàu có nhất trong 9 đại vực của vũ trụ huyền hoàng. Ban đầu rất yên tĩnh và thanh bình, nhưng ngay sau đó, quân đội đông nghìn nghịt nghiền nát bầu trời, che lấp nhật nguyệt tinh hà. Sau khi Thái Hư Thánh Tộc thông qua đường hầm không gian tiến vào Thiên Nguyên Vực, đương nhiên hành tung của bọn họ cũng không thể nào che giấu được nữa, lập tức gây chấn động toàn bộ Thiên Nguyên Vực. Cái gì? Ngươi nói đại quân của Thái Hư Thánh Tộc đánh tới rồi? Sao lại thế? Làm sao bọn họ dám nội đấu vào thời điểm này? Không sợ trở thành tội nhân vạn cổ của vũ trụ huyền hoàng sao? Thái Hư Thánh Tộc đáng hận. Sau khi Mục Thiên Thánh Tộc biết được Thái Hư Thánh Tộc đang dẫn binh thẳng tiến, sắc mặt mấy vị trưởng lão Mục Thiên Thánh Tộc đều vô cùng u ám. Bọn họ hoàn toàn ngờ tới Thái Hư Thánh Tộc lại thật sự dám động đao. Nếu như là cục diện bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đế tộc ngoại giới như hổ rình mồi, vào thời điểm này Thái Hư Thánh Tộc vậy mà trực tiếp phát động nội chiến, điều này thật ngu xuẩn. Chương 2363, tranh chấp cấp chiến tranh bất hủ. Chẳng qua tuy có chút bất ngờ với hành động của Thái Hư Thánh Tộc, nhưng người của Mục Thiên Thánh Tộc lại không quá bối rối. Đổi lại trước đó, có lẽ bọn họ sẽ không bình tĩnh như vậy. Thế nhưng bây giờ đấy hả? Sau khi gần như cả tộc tu luyện chủng ma tâm kinh, thực lực tổng thể của bọn họ đã mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, bởi vì thời gian bọn họ tu luyện tương đối ngắn nên cảnh giới tu vi không thể trực tiếp tăng vọt, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Có thể nói, nếu như Thái Hư Thánh Tộc muốn chơi lớn thật, e rằng bọn họ cũng sẽ có tổn thất không nhỏ. Lúc này, trong động thiên nơi mà Mục Huyền bế quan, sau khi biết được tin tức này, Mục Huyền thở ra một hơi sâu. Cuối cùng vẫn là nghênh đón cục diện hắn không muốn thấy nhất. Thái Hư Thánh Tộc, không ngờ các ngươi lại thật sự làm ra quyết định ngu xuẩn như thế. Ánh mắt Mục Huyền lạnh lùng. Nếu như đổi lại trước đó, chỉ sợ Mục Huyền thật sự phải lo lắng Mục Thiên Thánh Tộc có thể chống chọi được áp lực của Thái Hư Thánh Tộc hay không. Thế nhưng hiện tại, nhờ vào chủng ma tâm kinh, tòa thể thực lực của Mục Thiên Thánh Tộc cao thêm một bậc, cho nên Mục Huyền cũng không quá mức lo lắng. Hắn chợt suy nghĩ, tìm được Vân Anh Lạc. Sư tôn, Thái Hư Thánh Tộc dẫn binh tới, trong tộc cũng không xem là an toàn. Sư tôn có thể đi đến nơi an toàn trước, Mục Huyền nói. Trong mắt ngươi, vi sư là ngươi như vậy sao? Giọng điệu của Vân Anh Lạc đầy thản nhiên. Nghe vậy, trong mắt Mục Huyền lộ ra vẻ cảm động. Tuy tình thế nguy hiểm như vậy nhưng sư tôn của hắn vẫn lựa chọn ở bên hắn. Đây là loại tình cảm thế nào chứ? Nhưng Vân Anh Lạc làm như vậy chỉ là bởi vì Quân Tiêu Dao đã nói với nàng, đến lúc đó phải để mắt đến Mục Huyền, tránh cho hắn chạy trốn. Bình thường ngươi có khí vận lớn như thế này, tuy bị diệt tộc nhưng cũng có thể chạy thoát. Sau khi hoàn toàn lợi dụng Mục Huyền xong, Quân Tiêu Dao không cần thiết phải để lại một rắc rối nhỏ như thế. Được, sư tôn. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đối mặt tất cả sóng gió. Giọng điệu Mục Huyền kiên định. Một bên khác, ở bên ngoài tinh cầu tổ của Mục Thiên Thánh Tộc, trận pháp trùng trùng điệp điệp đã được kích hoạt. Trận văn khủng bố che đi tinh hà. Mục Thiên Thánh Tộc vẫn còn tồn tại nội tình, tuyệt đối không thể dễ giải quyết được. Bằng không Thái Hư Thánh Tộc cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ. Mà bên ngoài, hàng trăm hàng ngàn vạn đại quân của Thái Hư Thánh Tộc đã sớm bao vây tinh vực trung ương của Mục Thiên Thánh Tộc, đến con kiến cũng không chui lọt. Quân đội của Mục Thiên Thánh cũng được điều động, sát ý bừng bừng, xếp thành đội hình sát cánh nhau. Còn có đế binh cường đại bay lên, phong ra uy thế mạnh mẽ tàn bạo giữa hư không. Hai đại thánh tộc của vũ trụ huyền hoàng tranh chấp, đây chắc chắn là chiến tranh cấp bậc bất hủ. Thái Hư Thánh Tộc, các ngươi không khỏi hơi thái quá rồi đấy. Ở tinh cầu tổ của Mục Thiên Thánh Tộc, hào quang đế đạo sáng chói xuất hiện, một đại đế của Mục Thiên Thánh Tộc bước ra từ bên trong hào quang vô tận. Nguyên nhân căn bản là như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không hiểu rõ sao? Một đại đế của Thái Hư Thánh Tộc lên tiếng. Đồng thời, ánh mắt của hắn ta lạnh lùng nhìn về phía trận danh của Mục Thiên Thánh Tộc, dừng ở trên người Mục Huyền. Vẻ mặt Mục Huyền cũng lạnh như băng. Vân Anh Lạc ở bên cạnh chỉ thản nhiên nhìn tất cả những điều này. Ai có thể nghĩ tới, Quân Tiêu Dao chỉ sử dụng một số tính toán nhỏ đã khiến hai con quái vật khổng lồ phát động trận chiến bất hủ chứ? Loại phương pháp bày mưu tính kế này, thủ đoạn quyết thắng ngoài ngàn dặm ấy khiến cho kẻ khác phải thán phục. Sư tôn, không sao đâu, tiếp nạn lần này chúng ta nhất định sẽ bình an vượt qua. Cái Vân Anh Lạc dường như đang suy nghĩ gì. Mục Huyền không khỏi mỉm cười, cho rằng Vân Anh Lạc đang lo lắng cho hắn. Mà hắn không hề hay biết rằng Vân Anh Lạc chỉ đang nghĩ đến chuyện của Quân Tiêu Dao mà thôi. Hồ, các ngươi cho rằng thiếu chủ của tộc ta giết thiên kiêu của tộc ngươi. Nhưng sự thật có phải thế không? Đại đế của Mục Thiên Thánh Tộc lãnh đạm nói. Ngay khi đại đế của Thái Hư Thánh Tộc muốn nói cái gì đó, Thái Hư Vương vẫn luôn ngồi trong xe bỗng nhiên mở miệng.
không cần tốn nhiều lời, dễ. Thái Hư Vương, Tàn Nhẫn không nói nhiều. Huynh, đại quân của Thái Hư Thánh Tộc lập tức bắt đầu vận chuyển giống như cỗ máy chiến tranh. Mục Thiên Thánh Tộc đã từng đứng thứ nhất ngũ đại thánh tộc, vẫn lưu giữ niềm kiêu hãnh bắt nguồn từ huyết mạch. Nếu Thái Hư Thánh Tộc không nể tình như thế, đều đánh tới cửa nhà rồi, vậy đương nhiên bọn họ không thể lại nhân nhượng tiếp nữa. Nhất thời, một cuộc chiến tranh cực kỳ lớn bùng nổ. Không cách nào tưởng tượng sức chấn động kia, giống như cả vùng Thiên Nguyên vực đều đang chấn động. Binh đối binh, tướng đối tướng, hai đại thánh tộc, người ở từng tầng cấp đều tìm vào chém giết đối thủ. Mục Huyền cũng ra tay, va chạm với một số thiên kiêu hùng mạnh của Thái Hư Thánh Tộc. Nhưng mà, khiến cho những thiên kiêu của Thái Hư Thánh Tộc đó vô cùng chấn động chính là Mục Huyền của lúc này dường như biến thành một ma vương, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Một thiên kiêu Thái Hư Thánh Tộc không yếu hơn Thái Hư Tiểu Thiên Vương bao nhiêu, lại bị một quyền của Mục Huyền đánh nổ thành một đống máu thịt, làm cho kẻ khác vô cùng run sợ. Cô, còn dám nói Tiểu Thiên Vương không phải ngươi giết? Thấy thực lực Mục Huyền như vậy, người của Thái Hư Thánh Tộc quát chói tai, càng ngày càng khẳng định hắn chính là hung thủ sát hại Tiểu Thiên Vương. Mục Huyền lúc này đương nhiên cũng lười giải thích lý do. Mà sau khi hai đại thánh tộc giao thủ sơ bộ, trong lòng cường giả của Thái Hư Thánh Tộc đều hết sức kinh ngạc. Thực lực của Mục Thiên Thánh Tộc từ lúc nào lại trở nên mạnh nhiều như vậy? Loại sức mạnh này không phải chỉ một người, hai người mạnh, mà giống như là cả một tộc đều mạnh hơn không ít. Chương 2364, kẻ địch chung của vũ trụ huyền hoàng. Cứ như vậy cũng mang đến áp lực rất lớn cho Thái Hư Thánh Tộc. Hừ, Thái Hư Vương vẫn luôn ngồi vững vàng khẽ híp hai mắt, đáy mắt lóe lên một tia sắc bén. Có chuyện gì thế này? Dù là Thái Hư Vương đã tính trước, trong lòng cũng sinh ra một tia nghi ngờ. Mà đúng lúc này, trên bầu trời tinh vực xa xôi lại có quân đội Đông Nghịch hạ xuống. Ở giữa lá cờ phấp phới, có thể thấy dấu hiệu một vòng trăng tròn. Là Nguyệt Thần Thánh Tộc. Người đen Mục Thiên Thánh Tộc đều bị kinh động. Rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phía Mục Huyền. Bởi vì bọn họ biết, Mục Huyền từng có quan hệ với thánh nữ của Nguyệt Thần Thánh Tộc, Y Thương Nguyệt. Tuy nghe nói lần này, giữa bọn họ hình như đã dạn nứt. Nhưng ai có thể nói chính xác chứ? Nguyệt Thần Thánh Tộc, chẳng lẽ là Thương Nguyệt nàng? Đôi mắt Mục Huyền run lên, trong lòng dâng lên vẻ mừng rỡ. Tí Thương Nguyệt, cuối cùng vẫn không thể nào bỏ được hắn. Mục Huyền lúc này dâng trào cảm xúc. Tuy lúc ở Huyền Hoàng Cổ Lộ, Tí Thương Nguyệt và hắn đã nhất đao lưỡng đoạn. Thế nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên Y Thương Nguyệt vẫn không thể hoàn toàn buông tay hắn. Bằng không, sao đại quân của Nguyệt Thần Thánh Tộc lại tới chứ? Đây rõ ràng là đến giúp đỡ Mục Thiên Thánh Tộc. Mục Huyền nhìn sang, lập tức thấy được Nguyệt Thần Thánh Tộc trong đại quân Y Thương Nguyệt. Hắn vừa định mở lời thì tầm mắt đông cứng. Bởi vì ở bên cạnh Y Thương Nguyệt còn một bóng người áo trắng như tuyết. Rõ ràng là Quân Tiêu Dao. Mà Y Thương Nguyệt thì không đưa mắt nhìn về phía hắn. Dáng này càng không giống như lo lắng cho an nguy của hắn. Chẳng lẽ, trong lòng Mục Huyền đột nhiên trầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên có chút khó coi. Thấy đại quân của Nguyệt Thần Thánh Tộc đến, hắn theo bản năng cảm thấy là Y Thương Nguyệt không buông bỏ được hắn, cho nên thuyết phục cao tầng Nguyệt Thần Thánh Tộc đến giúp đỡ Mục Thiên Thánh Tộc. Nhưng bây giờ trông dường như có vẻ không phải vậy. Mà bên phía Nguyệt Thần Thánh Tộc, Y Thương Nguyệt nói: "Không ngờ Nguyệt Thần đại nhân thật sự ra mệnh lệnh như vậy." Y Thương Nguyệt hoàn toàn không ngờ tới, Nguyệt Thần vậy mà cũng hạ lệnh, nói muốn tiến công Mục Thiên Thánh Tộc. Đương nhiên nàng không biết, người khởi xướng tất cả những chuyện này là Quân Tiêu Dao trước mặt. Nguyệt Thần tiền bối cũng là vì nghĩ đến lợi ích của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Hay là nói, Thương Nguyệt ngươi vẫn không buông bỏ được Mục Huyền kia, không đồng ý ra tay với Mục Thiên Thánh Tộc. Quân Tiêu Dao cười nhạt, giống như nói đùa. Tí Thương Nguyệt nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, một tay nàng lấy ống tay áo của Quân Tiêu Dao, sợ hắn hiểu lầm điều gì. Đương nhiên không phải rồi, lúc ở Huyền Hoàng Cổ Lộ, Thương Nguyệt đã nhìn thấu tính tình của hắn, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Vậy thì tốt, ta sợ đến lúc đó Thương Nguyệt ngươi sẽ đau lòng. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói. Đương nhiên sẽ không đâu. Tí Thương Nguyệt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong mắt mơ hồ có một tia thiện ý và tình cảm. Mục Huyền đối với nàng đã như một người qua đường bình thường, hoàn toàn không cần phải để ý. Bên này, thấy vẻ mặt Y Thương Nguyệt khi nói chuyện với Quân Tiêu Dao, hàm răng Mục Huyền sắp nghiến nát. Hắn còn tưởng rằng Y Thương Nguyệt đến trợ giúp hắn. Kết quả là chim chuột ở ngay trước mặt hắn. Chuyện này khiến Mục Huyền có chút khó mà tiếp nhận được. Mà lúc này, cường giả của Nguyệt Thần Thánh Tộc hạ mệnh lệnh tấn công Mục Thiên Thánh Tộc. Tại sao có thể như vậy? Sao Nguyệt Thần Thánh Tộc lại ra tay với chúng ta? Không phải các nàng tới trợ giúp chúng ta sao? Tộc nhân của Mục Thiên Thánh Tộc đều rất sợ hãi. Nếu như chỉ là Thái Hư Thánh Tộc, có lẽ bọn họ còn có thể chịu được. Bây giờ lại có thêm một Nguyệt Thần Thánh Tộc, áp lực tăng gấp bội. Nhưng không chỉ có vậy, một hướng khác lại có đại quân đánh tới. Một mảnh đen kịch, Phu Đồ Thánh Tộc, cường giả của Mục Thiên Thánh Tộc sắp cắn nát hàm răng. Lại một hướng khác, cũng có chi chít sinh linh hiện ra.
Tổ Linh Thánh Tộc. Tâm thái của cường giả của Mục Thiên Thánh Tộc có chút sụp đổ. Sau đó nữa, lại có một đại quân xuất hiện, mà ở trong ấy có một thân hình quen thuộc, rõ ràng là Hoắc Phong. Đó là một nhóm thế lực của Bắc Hoang Vực, dẫn đầu là Thành Vô Cực. Nhìn đến đây, tâm thái của tộc nhân Mục Thiên Thánh Tộc hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả Bắc Hoang Vực nằm trong góc phiền phức kia cũng có thế lực tới ra tay. Đây quả là giống như là Mục Thiên Thánh Tộc đã trở thành kẻ địch chung của Vũ Trụ Huyền Hoàng. Mục Thiên Thánh Tộc ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Có chuẩn đế của Mục Thiên Thánh Tộc đang gào thét. Kiểu gì bọn họ cũng không nghĩ ra, Mục Thiên Thánh Tộc đường đường là một trong ngũ đại thánh tộc, tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này chứ? Bên phía người thần thánh tộc, Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, thản nhiên nhìn màn hí kịch do hắn bố trí. Tại sao Mục Thiên Thánh Tộc lại rơi vào tình cảnh như vậy? Đương nhiên là bởi vì tính toán của hắn cũng nên sắp kết thúc rồi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói trong lòng. Ầm ầm, đại chiến đạt đến độ kịch liệt nhất. Với sự gia nhập thế lực khắp nơi, Mục Thiên Thánh Tộc trên cơ bản là chó cùng rứt rộng. Thái Hư Thánh Tộc cũng không ngại sự can thiệp của thế lực khác, bởi vì chỉ dựa vào mình bọn họ thì sẽ tổn thất rất nhiều. Hơn nữa Thái Hư Thánh Tộc cũng biết các thánh tộc khác không thể nào ngồi nhìn Thái Hư Thánh Tộc nuốt trọn toàn bộ Thiên Nguyên Vực, cho nên cục thịt đám này nhất định là phải chia cắt cho mọi người. Nhưng Thái Hư Thánh Tộc không sao cả, bọn họ chỉ cần lấy được cục thịt đáo lớn nhất là đủ rồi. Lúc này, chiến trường vô cùng đẫm máu, ánh sáng rực rỡ trùng kích bầu trời sao, khí tức sục sôi, tiếng hô giết chóc rung thấu trời. Giết! Đại đế của Mục Thiên Thánh Tộc xuất quan, đang chém giết đẫm máu. Ngay cả Thái Hư Vương cũng ra tay rồi, tình huống có thể nói vô cùng oanh liệt. Tuy thế lực khác có ưu thế áp đảo, nhưng Mục Thiên Thánh Tộc liều mạng phản kháng, lực lượng bộc phát ra cũng cực mạnh. Chỉ là trận chiến này, không biết sẽ khiến bao nhiêu cường giả của Vũ Trụ Huyền Hoàng vẫn lạc. Có thể nói đã làm suy yếu sức chiến đấu của ngũ đại thánh tộc Vũ Trụ Huyền Hoàng một chút. Đây cũng là một trong những mục đích của Quân Tiêu Dao. Ngũ đại thánh tộc đấu tranh nội bộ, kẻ được lợi sẽ là đế tộc giới ngoại. Bên phía người thần thánh tộc, Ti Thương Người dường như muốn chứng minh cho Quân Tiêu Dao rằng nàng sẽ không để ý Mục Huyền. Chương 2365, trùng ma tâm kinh phản phệ. Lúc này nàng đã ra tay, gia nhập chiến trường. Mà Quân Tiêu Dao nhìn mấy trăm vạn sinh linh ngã xuống, vẻ mặt vô cùng hờ hững. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Nếu ngũ đại thánh tộc không tổn thất, vậy thì tương lai nhóm thế lực của đế tộc Vân Thị sẽ tổn thất. Quân Tiêu Dao cũng là vì bán nghiệp của đế tộc Vân Thị. Dù sao hắn đã đồng ý hứa hẹn sẽ đẩy đế tộc Vân Thị hướng đến ngôi vị bá chủ mạnh nhất giới hải. Tuy bây giờ, đế tộc Vân Thị ở giới hải đã là gia tộc bá chủ cấp cao nhất, cũng tạm ổn rồi, để pháo hoa nở rộ đi. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, khẽ búng tay một cái. Lập tức, ầm, 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 thân thể của từng tộc nhân của Mục Thiên Thánh Tộc bỗng nhiên nổ tung. Bất kể là thánh nhân, đại thánh hay là chí tôn, thiên tôn, chỉ cần là tộc nhân của Mục Thiên Thánh Tộc đã tu luyện chủng ma tâm kinh, thân thể đều nổ tung. Dù là tạo hóa thần tôn hay hỗn độ đạo tôn càng mạnh mẽ hơn, tuyết dạn vẫn che kín thân thể, máu tươi nổ tung tóe. Mà cường giả cấp chuẩn đế cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, cơ thể vỡ nát. Tuy không trực tiếp nổ tung mà chết đến mức giống như cường giả cửu giai thông thánh, thất cảnh chí tôn nhưng cũng bị thương trong nháy mắt. Thậm chí, ngay cả mấy vị đại đế của Mục Thiên Thánh Tộc cũng phải chịu ảnh hưởng. Thân là cường giả cấp đại đế, đương nhiên cơ thể bọn họ không nổ tung giống những tu sĩ kia. Quân Tiêu Dao hiện tại không nghịch thiên đến mức có thể lợi dụng chủng ma tâm kinh trực tiếp giết chết đại đế. Dù sao đại đế đều là sự tồn tại chứng đạo, chứng được đạo thuộc về mình, không thể dễ dàng gục ngã bởi vì chủng ma tâm kinh. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn bị ảnh hưởng. Đế khu chấn động, điểm chết người nhất chính là hiện tại vẫn còn ở trong đại chiến. Đối với đại đế mà nói, dù cho chỉ là ảnh hưởng trong nháy mắt thì đều hết sức chí mạng. Cái gọi là con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến chính là đạo lý này. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nảy mặt đại đế của Mục Thiên Thánh Tộc chấn động. À, xem ra thực lực các ngươi tăng lên cần phải trả giá rất lớn. Thái Hư Vương cười lạnh một tiếng, giơ tay chấn áp tới. Mà ở giữa cuộc chiến, thấy thân thể của tộc nhân Mục Thiên Thánh Tộc hoặc bị sụp đổ hoặc bị thương nặng, đầu óc Mục Huyền bỗng nhiên trống rỗng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao tộc nhân của hắn lại đột nhiên ngã xuống? Không đợi hắn suy nghĩ gì nhiều, Vân Anh Lạc đã tiến lên phía trước nói: "Thất thần làm cái gì, rời đi trước đã." "Nhưng mà, sư tôn." Đến bây giờ, Mục Huyền vẫn không phản ứng. "Ngươi là hy vọng của Mục Thiên Thánh Tộc, chỉ cần ngươi vẫn còn, Mục Thiên Thánh Tộc sẽ còn khả năng quật khởi." Vân Anh Lạc nói. Hai mắt Mục Huyền đỏ như máu, khẽ cắn răng chuẩn bị rời đi. Mục Thiên Thánh Tộc phái ra một đám người, hộ tống Mục Huyền và các thiên kiêu khác chuẩn bị rút lui.
Bọn họ muốn giữ ngọn lửa cuối cùng của Mục Thiên Thánh tộc. Mục Huyên nhìn thoáng qua ngọn lửa chiến tranh ở tinh cầu Tổ Lân cuối cùng. Đại trận bảo vệ tộc tan vỡ, tinh hà bị hủy, có chuẩn đế đang gào thét, có đại đế thân thể nát vụn, máu nhuộm mênh mông, tình cảnh vô cùng bi tráng. Đây mới thực sự là cuộc chiến diệt tộc, một tên cũng không để lại. Mục Huyền cắn nát hàm răng, oán hận tuôn ra trong mắt giống như sắp rỉ máu. Cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ cuột khởi báo thù, những kẻ làm tổn thương ta, hại ta đừng nghĩ sẽ bình yên sống trên đời này. Trái tim Mục Huyền run rẩy. Đương nhiên Thái Hư Thánh tộc muốn nhổ cỏ tận gốc. Bọn họ cũng phái ra một nhóm người chặn giết đám người Mục Huyền. Ngươi ngựa hai phe một đường đuổi, một đường trốn. Từng cường giả hộ tống Mục Thiên Thánh tộc ngã xuống trên đường. Đến cuối cùng, vậy mà chỉ còn lại hai người Mục Huyền và Vân Anh Lạc. Vân Anh Lạc bùng nổ thực lực, nhiều lần giải quyết người truy sát. Cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi truy sát. Hộc, hộc. Mục Huyền thở hổn hển, toàn thân đều là máu tươi. Có của bản thân, cũng có của kẻ địch. Vân Anh Lạc ở bên cạnh, váy trắng và gương mặt xinh đẹp cũng đã nhuộm màu máu tươi, nhưng đều là của kẻ địch. Nhìn vũ trụ hư không vô cùng hoang vu này, Mục Huyền im lặng. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ đến, mình vậy mà lưu lạc đến nước này. Từ thiếu chủ thánh tộc cao cao tại thượng, trở thành con chó nhà có tăng một mạch chạy trốn. Hơn nữa từ nay về sau, hắn sẽ không còn bối cảnh và chỗ dựa nữa. Sự diệt vong của Mục Thiên Thánh tộc đã được định trước. Sư tôn, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Sắc mặt Mục Huyền thê thảm, hỏi. Hắn siết chặt nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng răng rắc. Vân Anh Lạc ở bên cạnh im lặng không nói gì. Mục Huyền bỗng nhiên nhìn về phía Vân Anh Lạc. Sư tôn, ta chỉ còn ngươi. Hắn mất đi người con gái từng yêu nhất là Y Thương Nguyệt. Mất đi gia tộc, mất đi người thân và tộc nhân của mình. Bên cạnh hắn, chỉ còn lại sư tôn nữ nhân này. Ngươi có thể làm bạn với hắn đến cuối cùng, cho hắn dựa vào. Gần như có thể nói, Vân Anh Lạc chính là trụ cột tinh thần duy nhất của Mục Huyền bây giờ. Nhìn những vết máu nhuộm trên khuôn mặt xinh đẹp và trắng trẻo của Vân Anh Lạc, Mục Huyền giơ tay lên, muốn thay Vân Anh Lạc lau đi. Nhưng lúc này, một giọng nói mang theo ý cười nhạt bỗng nhiên truyền đến. Mục Huyền thiếu chủ, chúng ta lại gặp mặt. Tay. Mục Huyền giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần, phát hiện nơi xa, một công tử áo trắng chắp tay khoan thai đi tới, chính là Quân Tiêu Dao. Hắn không gia nhập cuộc chiến, vạt áo trắng tinh không nhiễm bụi trần, tiên vận chảy xuôi trên thân, ngay cả từng sợi tóc cũng óng ánh, thần thái siêu nhiên. Ngươi là Ngọc công tử kia? Mục Huyền nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ Thương Nguyệt cũng tới? Mục Huyền nhìn chung quanh, Thương Nguyệt không đến, e rằng bây giờ nàng còn đang bận bịu chén giết người của Mục Thiên Thánh tộc. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Ngươi? Trong mắt Mục Huyền lóe lên một tia tàn khốc. Nếu như không phải vì Ngọc công tử này, làm sao hắn và Y Thương Nguyệt có thể ầm ĩ đến mức cắt đứt quan hệ? Cho nên, ngươi muốn bắt ta trở về tranh công? Mục Huyền tập trung lực lượng pháp tắc trong cơ thể, vẻ mặt đề phòng hỏi. Chương 2366, Mục Huyền hối hận. Cái đó ngược lại không cần thiết. Quân Tiêu Dao tùy ý đáp lời. Vậy ngươi muốn làm gì? Mục Huyền lạnh lùng hỏi tiếp. Ta nghĩ trong lòng Mục Huyền thiếu chủ hẳn là có rất nhiều nghi hoặc đúng không? Quân Tiêu Dao nói. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Mục Huyền nói. Quân Tiêu Dao lấy ra một chìa khóa bằng đồng, lắc lắc. Cái này là ngươi? Mục Huyền như bị sét đánh, trong đầu như có hàng tỷ sấm chớp nổ vang, chấn động đến não hắn ong ong. Là Ngọc công tử trước mặt sát hại Thái Hư Tiểu Thiên Vương, đồng thời vụ oan giá họa cho hắn. Chết đi cho ta. Mục Huyền không một chút do dự, tập trung lực lượng toàn thân muốn giết chết Quân Tiêu Dao. Kết quả Quân Tiêu Dao chỉ thản nhiên lắc đầu. Phụt. Mục Huyền giống như bị phản phệ, bỗng nhiên phun ra một búng máu tươi xen lẫn với nội tạng nát vụn. Tâm thần hắn run lên, đồng tử chợt co lại, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Hà tất phải xúc động thế, đối với chiếc chìa khóa bằng đồng này, ngươi biết được bao nhiêu? Quân Tiêu Dao đột nhiên hỏi. Ngươi đã làm gì ta rồi? Đến bây giờ Mục Huyền vẫn còn chút choáng váng. Hay, cũng không sao, mặc kệ ngươi nói hay không, ta cũng có thể lấy được tất cả cơ duyên và trí nhớ của ngươi. Lúc này, Vân Anh Lạc bỗng nhiên cất bước hướng về phía Quân Tiêu Dao. Sư tôn cẩn thận, người này có chút kỳ quái. Mục Huyền vẫn không quên nhắc nhở. Nhưng ngay sau đó, Mục Huyền đầu ra. Vân Anh Lạc dừng ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. Không xuất hiện trận đánh nhau kịch liệt như trong tưởng tượng. Vân Anh Lạc chỉ mỉm cười nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng nhẹ nhàng cười, giơ tay lên, lau đi vết máu trên khuôn mặt trắng nõ xinh đẹp của Vân Anh Lạc. Vất vả rồi tiểu cô mẫu. Quân Tiêu Dao ôn hòa nói. Chuyện Tiêu Nhi nói muốn làm, sao ta có thể không hoàn thành chứ? Nhưng mà, diễn xuất quả thật rất mệt mỏi, có phải nên đền bù cho ta một chút gì đó không? Dựa theo vai vế,
Vân Anh Lạc nên tính là trưởng bối của Quân Tư Giao. Hơn nữa khí chất bề ngoài trông siêu nhiên xuất trần, di thế độc lập. Nhưng lúc này nàng chơi đùa với Quân Tiêu Giao lại giống như thiếu nữ, mang theo một chút xinh đẹp quyến rũ. Coi như ta nợ tiểu cô mẫu một nhân tình, sau này tiểu cô mẫu có yêu cầu gì, ta đều đáp ứng hết. Quân Tiêu Giao nói. Có thật không? Vậy phải nhớ kỹ nha. Vân Anh Lạc mỉm cười, như tiết đầu xuân, đẹp không sao tả xiết. Nhìn đến đây, Mục Huyên choáng váng. Thậm chí bởi vì cảnh tượng này đối với hắn là quá hoang đường, khiến cho hắn có một loại cảm giác giật mình tỉnh mộng. Ta đang nằm mơ sao? Linh hồn Mục Huyền giống như bị tước đoạt, chỉ còn lại cơ thể chết lặng, tư duy không thể hoạt động. Cho ngươi làm quỷ rõ ràng cũng không tệ. Quân Tiêu Giao mỉm cười, đơn giản nói ra tất cả. Vẻ mặt Mục Huyền đầu tiên là mờ mịt, sau đó mắt tối sầm lại, suýt chút bất tỉnh. Chân tướng này khiến cho hắn không thể nào chấp nhận được. Sư tôn hắn ái mộ nhất là người của đế tộc ngoại giới. Hơn nữa còn là tiểu cô mẫu của Ngọc công tử này, không phải nói là thiếu chủ đế tộc ngoại giới, mà hắn thì ngu ngốc bị lừa gạt. Thậm chí vì Vân Anh Lạc đoạn tuyệt quan hệ với Y Thương Nguyệt thật sự đối tốt với mình, mà đại chiến giữa Thái Hư Thánh tộc và Mục Thiên Thánh tộc từ đầu đến cuối cũng chỉ là mưu tính của Quân Tiêu Giao mà thôi. Một kế hoạch nho nhỏ đã phá hủy toàn bộ Mục Thiên Thánh tộc. Càng đáng hận chính là trùng ma tâm kinh Vân Anh Lạc ra cho hắn vậy mà cũng là tính toán của hắn ta. Nếu như không có chủng ma tâm kinh, tuy Mục Thiên Thánh tộc cũng khó có thể ngăn cản các đại quân, nhưng ít ra còn có thể mang cố chống lại đến cùng. Nhưng bởi vì tu luyện chủng ma tâm kinh, dẫn đến một ý niệm của Quân Tiêu Giao là có thể gây ra tổn thương cực lớn cho toàn bộ Mục Thiên Thánh tộc. Có thể nói, Mục Thiên Thánh tộc bị hủy diệt, Mục Huyền có công lao không thể bỏ qua. Ta Sau khi biết tất cả chân tướng tàn khốc, vẻ mặt của Mục Huyền dữ tợn đến vặn vẹo, phát ra tiếng gào thét khàn khàn thê lương. Ánh mắt hắn đỏ như chảy máu, nhìn về phía Vân Anh Lạc. Anh Lạc, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này? Ta tôn kính ngươi, ái mộ ngươi, coi ngươi là sư tôn kính yêu nhất, mà ngươi... Chờ một chút, có thể đừng nói về việc thấy sắc nảy lòng tham bằng giọng trong sạch thoát tục được không? Hơn nữa lúc trước, là ngươi cầu xin muốn bái ta làm thầy. Giọng điệu Vân Anh Lạc thản nhiên. Lúc trước, là Mục Huyền cầu xin muốn bái nàng làm thầy, mà không phải nàng muốn thu nhận Mục Huyền làm đồ đệ. Có thể nói, làm Mục Huyền tự mình đào hố, sau đó nhảy vào hố. Nghe đến nó, vẻ mặt Mục Huyền vừa vặn vẹo lại trắng bệch, trong lòng hối hận ngập trời. Sớm biết như thế, lúc trước đã không nên bởi vì tò mò mà bước vào địa mạch huyền hoàng kia. Sai một bước, làm hắn và toàn bộ Mục Thiên Thánh tộc đi vào đường cùng. Nhưng thực ra, Mục Huyền xem như là đã nghĩ sai. Cho dù hắn không bước vào địa mạch huyền hoàng, cho dù hắn không gặp phải Vân Anh Lạc, chỉ cần hắn vẫn mang khí vận, là khí vận chi tử của vũ trụ huyền hoàng, như vậy hắn nhất định sẽ bị Quân Tiêu Giao phát hiện, tìm được, sau đó cắt giao hẹ một phen. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Quân Tiêu Giao chính là máy thu hoạch giao hẹ. Cho nên nói, mặc kệ thế nào, chỉ cần Quân Tiêu Giao tới vũ trụ huyền hoàng thì vận mệnh của Mục Huyền đã được định trước. Dãy không thoát, trốn không khỏi. Được rồi, ngươi cũng đã biết chân tướng rồi thì an tâm đi thôi. Cơ duyên của ngươi, ta sẽ nhận. Y Thương Nguyệt, ta cũng sẽ chiếu cố thỏa đáng. Cho nên, ngươi có thể nhắm mắt rồi. Quân Tiêu Giao hờ hững mỉm cười, giết người không quên chu tâm. Chết tiệt, Mục Huyền tập hợp lực lượng cuồn cuộn toàn thân, muốn phản kháng. Nhưng vấn đề là, ngay cả lực lượng của hắn đều là đạt được từ trong chủng ma tâm kinh của Quân Tiêu Giao. Hắn phản kháng thế nào? Chương 2367, Mục Huyền ngã xuống, lang mộ thần bí, cuộc chiến diệt tộc kết thúc. Mục, căn bản không hề có chút trì hoãn nào. Thân thể Mục Huyền trực tiếp nổ tung, tèo theo cả linh hồn đều tiêu tan. Mặc kệ Mục Huyền có tu luyện chủng ma tâm kinh hay không, hắn ở trong mắt Quân Tiêu Giao đều buồn cười yếu đuối như sâu kiến. Mà ngay lúc thân thể Mục Huyền nổ tung, một luồng kim quang bỗng nhiên xuất hiện từ bên trong, muốn trốn về nơi xa. Chạy được chắc? Quân Tiêu Giao hờ hững cười, dùng cấm tiên tầng thứ tư phong cấm không gian chung quanh, sau đó đưa tay chụp tới, hoa văn pháp tắc phun trào hút bắt lấy hắn. Luồng kim quang kia chính là lạc ấn màu vàng ở giữa mi tâm của Mục Huyền. Để ta xem, đây rốt cuộc là thứ gì? Quân Tiêu Giao trực tiếp dung nhập lạc ấn màu vàng vào trong thức hải của mình. Hắn vô cùng tự tin với tu vi nguyên thần của mình, cho nên không hề cảm thấy một lạc ấn màu vàng có thể mang đến phiền phức gì cho hắn. Mà sau khi lạc ấn màu vàng tiến vào thức hải Quân Tiêu Giao thì đương nhiên cũng có phản kháng. Bởi vì Quân Tiêu Giao không phải là sinh linh bản thổ của vũ trụ huyền hoàng, cho nên dĩ nhiên sẽ gặp phải bài xích của lạc ấn màu vàng. Dù sao lạc ấn màu vàng là cơ duyên của khí vận chi tử vũ trụ huyền hoàng, nhưng Quân Tiêu Giao thôi động nguyên thần tam thế, dưới sự trấn áp mạnh mẽ, như lạc ấn màu vàng cũng phải thần phục. Mà lúc này,
Chìa khóa đồng cổ trên người Quân Tiêu Dao vậy mà cũng dường như dẫn tới một loại cộng hưởng nào đó. Bắt đầu hơi run lên, tức khắc. Trong đầu Quân Tiêu Dao có từng huyễn cảnh hiện lên. Một bóng người màu vàng mơ hồ mang theo khí tức uy áp chư thiên, đứng sừng sững trên bầu trời mênh mông. Một cây non hắn tiện tay trồng xuống, trưởng thành thành thiên địa thánh thụ. Nơi hắn thuận tiện đi qua biến thành từng giới vực, dường tạo thành hình thức ban đầu của chín đại vực. Mài ra, ở bên cạnh hắn còn có bốn con thần thú toàn thân bao phủ huy quang đi theo. Một màn này, nếu để người khác thấy thì tuyệt đối kinh hãi vô cùng. Bóng dáng mơ hồ này, rốt cuộc là sự tồn tại bậc nào? Dù với tầm mắt bất phàm của Quân Tiêu Dao cũng tương đối kinh ngạc. Hắn chợt nghĩ đến một điểm. Trong truyền thuyết lưu truyền trong vũ trụ huyền hoàng, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng đã từng có một chủ nhân. Chẳng lẽ bóng dáng màu vàng mơ hồ này chính là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng đã từng? Mà sở dĩ đến bây giờ vũ trụ huyền hoàng vẫn không có chủ nhân. Có tin đồn là bởi vì người có thể kế thừa thiên mệnh vẫn chưa xuất hiện. Mục Huyền có thể đặt được lạc ấn màu vàng này, nói không chừng chính là cái gọi là một trong những người ứng cử thiên mệnh. Quân Tiêu Dao cảm thấy lạc ấn màu vàng này hẳn là do bóng dáng thần bí để lại, mà sau đó lại có rất nhiều ảo cảnh hiển hiện. Nhưng làm cho Quân Tiêu Dao kinh ngạc nhất vẫn là một màn cuối cùng. Sâu trong hư không bóng đêm vô tận, đạo tắc xen lẫn, pháp tắc trải rộng, mơ hồ phác họa ra một cánh cổng màu vàng, mà phía sau cổng dường như có một lăng mộ vô cùng to lớn hiển hiện, mang theo khí tức cổ xưa, thần bí, trang nghiêm, túc mục, hoang vu, vô thượng. Lăng mộ đó. Trong đầu Quân Tiêu Dao chấn động, hắn nghĩ tới chìa khóa đồng cổ. Chẳng lẽ chìa khóa đồng cổ này chính là mở ra chìa khóa lăng mộ thần bí? Mà lăng mộ đó là của ai? Trong lòng Quân Tiêu Dao đại khái đã có đáp án. Đúng là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng đã từng. Cũng là nói, nếu như có thể vào trong lăng mộ thần bí, đạt được y bát của chủ nhân vũ trụ huyền hoàng đã từng, thì sẽ có khả năng trở thành người thừa kế thiên mệnh của vũ trụ huyền hoàng, sau đó trở thành chủ nhân vũ trụ huyền hoàng mới. Thì ra là thế. Quân Tiêu Dao thở dài. Tiên phong đi vào vũ trụ huyền hoàng vẫn có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như có thể dò xét trước được rất nhiều manh mối. Hiện tại Quân Tiêu Dao đại khái đã biết được bí mật của chìa khóa đồng cổ, mà lăng mộ thần bí rất có thể là chỗ mấu chốt trong việc tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ huyền hoàng. Tiêu Nhi, ngươi cảm giác được gì rồi? Bên cạnh, Vân Anh lạc dò hỏi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, không hề giấu giếm điều gì, nói ra manh mối hắn lấy được cho Vân Anh lạc. Thì ra là như vậy. Vân Anh lạc khẽ gật đầu, trong mắt nàng có một tia vui mừng. Không phải là vì nàng biết được manh mối quan trọng như vậy, mà là vì Quân Tiêu Dao không hề giữ lại, nói manh mối này cho nàng. Cũng đại biểu cho Quân Tiêu Dao thật sự đã coi nàng thành người thân của mình, sẽ không có bất cứ giấu giếm và giữ lại nào. Vậy kế tiếp, chúng ta phải đi tìm lăng mộ kia sao? Vân Anh lạc lại hỏi. Trong bất trí bất giác, Vân Anh lạc đã hoàn toàn lấy Quân Tiêu Dao dẫn đầu. Trước tiên không vội, sợ rằng lăng mộ đó hiện thế còn cần thời cơ. Nhưng sau này ta sẽ lưu ý manh mối về phương diện này, hỗn giới cũng sắp ổn định lại rồi. Đến lúc đó đưa huyền hoàng tạo hóa quả cho các tiền bối trong tộc, chỉ cần có thể chiếm thế chủ động, vậy có thể yên ổn vững vàng rồi. Ngoài ra, ta vẫn còn một quân cờ, sau này cũng có giá trị lợi dụng. Quân Tiêu Dao tâm tư kín đáo, sắp xếp từng chuyện kế tiếp ngay ngắn rõ ràng. Vân Anh lạc ngắm nhìn Quân Tiêu Dao, nói, Tiêu Nhi, sau này ngươi thật sự sẽ còn xuất sắc hơn phụ thân ngươi. Tuy Vân Thiên Nhai đã là sự tồn tại cực kỳ yêu nghiệt, nhưng Vân Anh lạc lại cảm thấy, ở mai sao? Có lẽ Quân Tiêu Dao trước mặt sẽ sáng tạo ra thần tích chấn động hơn cả Vân Thiên Nhai. Ồ, vậy mượn các ngôn của tiểu cô mẫu vậy, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Cuộc chiến diệt tộc to lớn này, ước chừng kéo dài 7 ngày 7 đêm mới kết thúc. Dù Mục Thiên Ánh tộc yếu nhất trong ngũ đại thánh tộc, nhưng nói cho cùng cũng đã từng là tồn tại đứng hàng đệ nhất, nội tình còn ở nơi đó. Tuy chủng ma tâm kinh của Quân Tiêu Dao đã tính kế Mục Thiên Thánh tộc một đợt, nhưng một số cường giả cao tầng của Mục Thiên Thánh tộc vẫn ngoan cố chống lại đến cuối cùng. Song kết quả đã được quyết định từ lâu. Mục Thiên Thánh tộc, cả tộc bị diệt. Đương nhiên, thế lực các bên cũng không phải không có tổn thất. Tổn thất lớn nhất đương nhiên là Thái Hư Thánh tộc đứng mũi chịu sào. Dù sao chiến tranh là bọn họ khơi mào trước nhất. Thù hận giữa bọn họ và Mục Thiên Thánh tộc cũng là lớn nhất. Tự nhiên bị Mục Thiên Thánh tộc phản công toàn lực. Thậm chí có nhân vật cấp đại đế của Thái Hư Thánh tộc bị trọng thương trong trận đại chiến này. Nhân vật cấp chuẩn đế lại càng ngã xuống mấy người. Có thể nói là tổn thất không nhỏ. Các thế lực đến sau như Nguyệt Thần Thánh tộc, tuy cũng có tổn thất nhưng ở trong phạm vi có thể khống chế được. Còn Thành Vô Cực của Hoắc Phong thì càng không có tổn thất gì. Dẫu sao mục đích của hắn cũng chỉ là tùy tiện kiếm một chén canh mà thôi. Chương 2368, Ti Thương Nguyệt Ven. Sau khi cuộc chiến diệt tộc Minh Mông cuồn cuộn kết thúc thì đương nhiên là đến lúc phân chia chiến lợi phẩm.
Tuy Thái Hư Thánh tộc có tổn thất lớn nhất trong trận đại chiến này nhưng thu hoạch cũng là lớn nhất. Bao gồm cả tinh cầu tổ của Mục Thiên Thánh tộc, mảng lớn địa vực tài nguyên dồi dào nhất đều bị Thái Hư Thánh tộc chiếm giữ. Hơn nữa tài nguyên Mục Thiên Thánh tộc để lại cũng có hơn 6 phần 10 bị Thái Hư Thánh tộc đoạt được. Với chuyện này, thánh tộc còn lại như đám người thần thánh tộc không có phê bình quá lớn. Dù sao bọn họ quả thực là nửa đường nhúng tay, kiếm một xíu chỗ tốt thôi, Thái Hư Thánh tộc sẽ không quá để ý. Nhưng nếu làm quá mức, tự nhiên Thái Hư Thánh tộc cũng sẽ bất mãn. Sau khi đại chiến kết thúc, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng vẫn ở trong tình huống sôi trào. Người nào cũng không ngờ được, trước khi thế lực bên ngoài xâm nhập, vũ trụ huyền hoàng lại sẽ bộc phát nội chiến lớn như thế. Mà nhất làm cho người ta lo lắng là, lần đại chiến này đã làm yếu đi thực lực của các đại thánh tộc. Tuy thế lực đám Thái Hư Thánh tộc đã chiếm đoạt lãnh địa và tài nguyên của Mục Thiên Thánh tộc, nhưng những vật này không thể chuyển hóa thành chiến lực và nội tình trong khoảng thời gian ngắn được. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại thánh tộc lấy Thái Hư Thánh tộc dẫn đầu, thực lực thật ra có phần giảm xuống. Đây không thể nghi ngờ là cục diện có điều bất lợi đối với sau này. Sau khi chiến cuộc kết thúc, quân Tiêu Dao cũng mang Vân Anh Lạc trở về Nguyệt Thần Thánh tộc. Lúc vừa tới gần lục địa trung tâm chỗ Nguyệt Thần Thánh tộc, nơi xa có bóng dáng xinh đẹp hiện lên. Đúng là Y Thương Nguyệt. Trong lòng ôm Tiểu Bạch Hổ. Trong khoảng thời gian này Tiểu Bạch Hổ vẫn luôn ở tại Nguyệt Thần Thánh tộc, ăn ngon uống say, thoải mái biết bao. Ngọc công tử, lúc trước đại chiến kết thúc, không nhìn thấy ngươi đâu, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vẻ mặt Y Thương Nguyệt mang theo một tia mừng rỡ. Có trời mới biết, trước đó nàng đã lo lắng đến mức nào. Sợ quân Tiêu Dao xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là bị cường giả Mục Thiên Thánh tộc thương tổn, gặp phải bất trắc. Đa tạ Thương Nguyệt ngươi đã lo lắng. Ta không sao, chỉ là có một vài thu hoạch bất ngờ thôi, quân Tiêu Dao cười nhạt nói. Tầm mắt Y Thương Nguyệt giơ lên người Vân Anh Lạc bên cạnh quân Tiêu Dao. Nàng là sư tôn của Mục Huyền, Y Thương Nguyệt nhất thời kinh lạc. Quân Tiêu Dao thản nhiên gật đầu nói. Không sai, Ngọc công tử, đây, rốt cuộc là chuyện thế nào? Y Thương Nguyệt có chút mơ hồ. Lúc trước khi đại chiến, ta bất ngờ gặp phải Mục Huyền, hắn dường như mang địch ý không hiểu với ta, trực tiếp ra tay với ta, cho nên ta chỉ có thể giết hắn. Quân Tiêu Dao không có bất kỳ tị húy nào, nói thẳng hắn đã giết Mục Huyền. Hắn muốn kiểm tra xem Y Thương Nguyệt bây giờ rốt cuộc có suy nghĩ thế nào. Nhưng sau khi nghe thấy Mục Huyền lã xuống trong tay quân Tiêu Dao, Y Thương Nguyệt cũng không có lộ ra vẻ mặt cảm thán hoặc bi thương gì, chỉ là lắc đầu nói. Phòng chừng là vì Ngọc công tử và Thương Nguyệt đi quá gần, cho nên Mục Huyền mới sinh lòng ghen ghét. Nhưng chỉ cần công tử không sao là tốt rồi. Lúc ở Thiên Địa Thánh Thụ, nàng và Vân Anh Lạc đồng thời gặp nguy hiểm, Mục Huyền lại lựa chọn đi cứu Vân Anh Lạc. Bắt đầu từ khi đó, nàng đã triệt để nhìn thấu Mục Huyền, sau đó càng là nhất đao lưỡng đoạn với hắn. Cho nên hiện tại, cho dù nghe thấy tin tức này, Y Thương Nguyệt cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác nào. Quân Tiêu Dao thản nhiên cười gật đầu. Tuy hắn không có bất kỳ ý nghĩ nào với Y Thương Nguyệt, càng không có tình yêu nam nữ gì, nhưng hắn vẫn sẽ không cho phép trong lòng Y Thương Nguyệt còn có một xíu bóng dáng nam nhân khác, bởi vì như vậy sẽ làm quân Tiêu Dao cảm thấy có phần khó chịu. Nhìn chung những nữ nhân đã từng ở bên cạnh quân Tiêu Dao, mặc kệ có quan hệ thế nào với quân Tiêu Dao, hồng nhan cũng được, thậm chí bằng hữu cũng tốt, trong lòng của bọn họ đều chỉ có quân Tiêu Dao, chung với quân Tiêu Dao. Mà quân Tiêu Dao cũng nguyện ý bảo vệ và chiếu cố các nàng. Y Thương Nguyệt đối với quân Tiêu Dao tuy chỉ là một người công cụ, nhưng sau này nàng đã định trước sẽ là người lãnh đạo Nguyệt Thần Thánh tộc, cho nên nhất định phải trung tâm với quân Tiêu Dao. Đây là ranh giới cuối cùng. Nhưng bây giờ xem ra, Y Thương Nguyệt gần như đã hoàn toàn một lòng với hắn rồi. Phải rồi, Ngọc công tử, nàng. Y Thương Nguyệt nhìn về phía Vân Anh Lạc. Nàng cảm giác trong lòng có hơi không thoải mái. Sở dĩ không thoải mái không phải là vì nàng từng là sư tôn của Mục Huyền, mà là vì Vân Anh Lạc trông xinh như vậy, đẹp như vậy, váy trắng tóc đen, giống như tuyệt thế mỹ nhân đi ra từ trong tranh sơn thủy cổ điển, hoa sen mọc lên từ nước trong, không nhiễm bụi trần. Cho dù Y Thương Nguyệt cũng là băng sơn mỹ nhân nổi tiếng trong vũ trụ huyền hoàng, nhưng ở trước mặt Vân Anh Lạc thì vẫn cảm thấy hơi có chút ảm đạm. Nói thế nào nhỉ, thực lực của nàng không tệ lắm, hiện tại hẳn coi như là người của ta, nghe lời của ta, quân Tiêu Dao nói. Bởi vì cục diện vẫn chưa hoàn toàn định ra, cho nên bây giờ chưa thể kể hết tất cả chân tướng cho Y Thương Nguyệt. Trở về sau chân tướng rõ ràng, Y Thương Nguyệt sẽ có thái độ gì, thực ra quân Tiêu Dao cũng không quá quan tâm. Bởi vì nữ nhân chỉ cần thích hắn thì tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Ở phương diện này, quân Tiêu Dao vẫn rất có tự tin. Chỉ sợ đến lúc đó, cho dù hắn cho Y Thương Nguyệt biết chân tướng, thậm chí muốn vứt bỏ nàng, Y Thương Nguyệt đều không sẽ rời hắn. Phải không? Y Thương Nguyệt hơi rũ mắt. Vân Anh Lạc ngược lại tương đối có hứng thú liếc mắt nhìn Y Thương Nguyệt. Nha đầu tính tình này có phần thanh lãnh này,
chẳng lẽ ven rồi. Chương 2369, cấm khu vực ngoại. Sau khi trở lại Nguyệt Thần Thánh Tộc, quân Tiêu Dao đi thẳng đến Nguyệt Thần Điện của Nguyệt Thần. Lần này đa tạ Nguyệt Thần tiền bối đã phối hợp, quân Tiêu Dao nhìn Nguyệt Thần ngồi trên vương tọa, đầu đội Nguyệt Quan, thản nhiên cười nói. Không phải đều vì phối hợp với ngươi, lần này Nguyệt Thần Thánh Tộc ta trái lại cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, Nguyệt Thần lạnh nhạt nói. Cuộc chiến diệt tộc lần này, tuy Nguyệt Thần Thánh Tộc cũng hao tổn một vài tộc nhân, nhưng so với Thái Hư Thánh Tộc thì không đáng kể tí nào. Nhưng thu hoạch của bọn họ lại không nhỏ. Không chỉ đạt được một phần tài nguyên của Mộc Thiên Thánh Tộc mà còn giành được một phần lãnh thổ của Thiên Nguyên Vực. Ha! Nguyệt Thần tiền bối, chờ sau này đế tộc Vân Thị ta thống trị toàn bộ vũ trụ huyền hoàng, Nguyệt Thần Thánh Tộc có thể đạt được chỗ tốt càng lớn, quân Tiêu Dao nói. Ồ! Ngươi tự tin đến vậy à? Nguyệt Thần nhìn quân Tiêu Dao. Hơi có chút hoảng thần. Vân Thiên Nhai trước đây trong nét mặt cũng có loại tự tin tuyệt đối này. Nguyệt Thần tiền bối, ta muốn hỏi ngươi có biết trong vũ trụ huyền hoàng phải chăng có một lăng mộ thần bí? Quân Tiêu Dao bỗng nhiên hỏi. Hắn tới gặp Nguyệt Thần là muốn dò hỏi vấn đề này. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Lúc này Nguyệt Thần thật sự có chút kinh ngạc. Xem ra tiền bối biết mấy chuyện này rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Nguyệt Thần giấu kín như bưng, lắc đầu nói. Tình huống cụ thể, ta biết không nhiều. Bởi vì có rất ít người có thể dò xét được lăng mộ đó, cho dù trong cổ tịch của Nguyệt Thần Thánh Tộc ta cũng chỉ có một vài ghi chép mà thôi. Nghe đồn đó là một đế lăng cổ xưa, có liên lụy nhân quả lớn lao với cả vũ trụ huyền hoàng. Dù là Nguyệt Thần ngươi lãnh đạo Nguyệt Thần Thánh Tộc, đối với chuyện này cũng có phần giữ kín như bưng. Rõ ràng đây là bí mật tuyệt đối của vũ trụ huyền hoàng. Nàng cũng không biết. Quân Tiêu Dao làm sao biết những đầu mối này? Vị trí đế lăng kia ở đâu? Ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng lên. Nguyệt Thần than thở, khẽ lắc đầu. Ngươi tìm không thấy đâu. Bởi vì nghe đồn đế lăng đó không ở chín đại vực, thậm chí không ở bốn phương thiên, mà trong vũ trụ huyền hoàng, một vùng hư vô chi cảnh rộng nhất, cấm khu vực ngoại, cấm khu đó thậm chí còn lớn hơn chín đại vực và bốn phương thiên cộng lại. Nếu không có thiên mệnh buông xuống, đế lăng kia thì không thể bị ngươi tìm được. Nghe xong lời của Nguyệt Thần, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, rơi vào suy tư. Thiên mệnh à? Rốt cuộc ai mới là người kế thừa thiên mệnh? Đứa con khí vận là Mục Huyền đã bị Quân Tiêu Dao tiêu diệt rồi. Cho nên hắn đương nhiên không phải là thiên mệnh chi nhân. Mà nếu Quân Tiêu Dao đoán không sai thì có lẽ đế lăng có liên quan đến chủ nhân trước đây của vũ trụ huyền hoàng. Cũng có nghĩa người kế thừa thiên minh cũng phải tiếp tục kế thừa y bát của chủ nhân vũ trụ huyền hoàng. Nhưng rốt cuộc ai là thiên mệnh chi nhân chứ? Thậm chí, Quân Tiêu Dao cảm thấy, cái gọi là thiên mệnh chi nhân nhất định sẽ là sinh linh bản thổ của vũ trụ huyền hoàng. Đây cũng là một vấn đề. Nhưng mà Quân Tiêu Dao chẳng rối rắm cho lắm. Cho dù ai là thiên mệnh chi nhân của vũ trụ huyền hoàng, dù sao cuối cùng cũng sẽ trở thành áo cưới cho hắn cả thôi. Tất cả những gì Quân Tiêu Dao phải làm lúc này chẳng qua chỉ là chờ đợi thiên mệnh chi nhân xuất hiện, lôi đế lang ra mà thôi. Đa tạ Nguyệt Thần tiền bối giải đáp nghi hoặc, Quân Tiêu Dao nói. Tuy hắn cũng chẳng biết được thêm tin tức gì, nhưng ít nhất hắn biết rằng đế lang thần bí kia có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Ngay lúc Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, Nguyệt Thần bỗng nhiên nói. Lần này phụ thân của ngươi không đến sao? Quân Tiêu Dao nghe vậy đuôi mày khẽ hất lên. Trông Nguyệt Thần đoan trang thiêng liêng, lại lùng hờ hững giống như một nữ thần. Nhưng giọng điệu khi nhắc đến Vân Thiên Nhai rõ ràng mang theo một chút dao động. Thân phận hiện tại của gia phụ là người bảo vệ hải quan, thường không ở trong tộc, Quân Tiêu Dao nói. Vậy à? Trong giọng nói của Nguyệt Thần dường như có chút thất vọng. Nhưng Quân Tiêu Dao lại mỉm cười nói. Nhưng mà đợi sau khi đế tộc Vân Thị ta thống trị vũ trụ huyền hoàng, Nguyệt Thần tiền bối có thể tùy ý rời khỏi vũ trụ huyền hoàng, ha. Hợp tác với ngươi thật sự không biết là đúng hay là sai. Nguyệt Thần khẽ lắc đầu thở dài. Ngược lại nàng có phần tự trách. Dù sao cũng bởi vì tư lợi của nàng mà vô hình chung đã kéo cả Nguyệt Thần Thánh Tộc lên thiền chiến của Quân Tiêu Dao và đế tộc. Vân Thị, tiền bối đang tự trách sao? Thật ra không cần phải như thế. Lần hợp tác này đối với Nguyệt Thần Thánh Tộc chỉ có lợi chứ không có hại. Đây có thể xem là đôi bên cùng có lợi với tiền bối và Nguyệt Thần Thánh Tộc. Quân Tiêu Dao dường như đã nhìn ra nỗi lo lắng trong lòng của Nguyệt Thần, hắn khẽ mỉm cười nói. Ngươi quả thật là một nhân vật khá đáng sợ, Nguyệt Thần nhìn Quân Tiêu Dao. Đáng sợ, Quân Tiêu Dao sờ cằm mình. Không đến mức thế chứ. Điểm đáng sợ nhất của ngươi chính là nhìn thấu thủ đoạn lòng người, Nguyệt Thần nói. Vậy ta sẽ xem đây là lời khen ngợi của Nguyệt Thần tiền bối, Quân Tiêu Dao mỉm cười sau đó lui ra. Nguyệt Thần nhìn bóng lưng rời đi của Quân Tiêu Dao, miệng thầm lẩm bẩm. Đế tộc Vân Thị có kỳ lân tử thế này còn lo gì không thể đứng trên đỉnh, có lẽ đây quả thật là một cơ hội của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Lúc này Nguyệt Thần bỗng nhiên có một dự cảm. Nếu Nguyệt Thần Thánh Tộc đi theo Quân Tiêu Dao, có lẽ có khả năng bước lên đỉnh cao cường thịnh hơn.
Chương 2370, luyện hóa thiên địa chi tâm. Lặp lại quân đế đỉnh. Sau khi rời khỏi Nguyệt Thần Điện, quân Tiêu Dao quay lại vùng động thiên phúc bịa của Y Thương Nguyệt. Hắn phải hoàn toàn luyện hóa xong thiên địa chi tâm. Trước đây trong lúc rảnh rỗi, quân Tiêu Dao vẫn luôn luyện hóa thiên địa chi tâm. Nhưng dù sao thiên địa chi tâm cũng là tinh hoa bản nguyên do thánh thụ trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới ngưng tụ thành. Dựa vào tốc độ luyện hóa của quân Tiêu Dao, cho dù trong thời gian ngắn ngủi cũng không thể nào luyện hóa toàn bộ được. Mà bây giờ tạm thời quân Tiêu Dao có thời gian rảnh, hắn trực tiếp thúc giục dùng hố đen duy nhất được dung hỏa bởi rất nhiều áo nghĩa thôn phệ mà thành, bắt đầu luyện hóa với tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc đó hắn còn thúc giục giá y ma quyết có thể cùng giúp đỡ luyện hóa thôn phệ. Trong lúc sử dụng giá y ma quyết, quân Tiêu Dao còn có thể cảm nhận được Phù Độ Ngạn của Phù Đồ thánh tộc đã bắt tay vào âm thầm tiêu diệt luyện hóa các thiên kiêu của một vài thế lực lớn. Dù sao cũng đã nếm qua mùi vị thăng cấp, tốc độ này làm sao có thể vứt bỏ được. Phù Đồ Ngạn à, Phù Độ Ngạn, ngươi không biết hành động này của ngươi đã kéo cả Phù Đồ thánh tộc rơi xuống vực thẳm sâu cỡ nào đâu. Nhưng mà không sao, đây cũng là mục đích của ta. Khóe miệng của quân Tiêu Dao khẽ cong lên. Tuy đã tiêu diệt Mục Thiên thánh tộc, nhưng mà quân Tiêu Dao cũng không vì thế mà dừng tay. Bây giờ tạm thời có thể để cho Phù Đồ Ngạn bay nhảy thêm một lần, trải nghiệm cảm giác trở thành yêu nguyệt. Tuy rất nhanh sẽ bị đánh vào vực thẳm. Trong thời gian tiếp theo, quân Tiêu Dao vẫn luôn luyện hóa thiên địa chi tâm. Lực lượng bản nguyên của thiên địa chi tâm quá lớn, phải biết rằng đây vốn thuộc về cơ duyên của Mục Huyền. Sau khi Mục Huyền có được cơ duyên cực lớn này, lấy được thiên địa chi tâm sẽ có thể lớn lên trở thành người thủ hộ cho vũ trụ huyền hoàng. Có thể nói quân Tiêu Dao đã hoàn toàn cướp mất tất cả cơ duyên của đứa con khí vận này rồi. Mà theo thiên địa chi tâm dần dần được luyện hóa, vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao cũng dấy lên biến hóa cực lớn. Vốn dĩ sau khi hấp thụ tinh hoa của thiên địa thánh thụ thì thế giới thụ đã lớn lên không ít, mà sự trưởng thành của thế giới thụ đương nhiên cũng khiến vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao cùng lớn lên. Dù sao thì thế giới thụ và vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao gần như là một chỉnh thể hoàn hảo, mà bây giờ lại thêm luyện hóa thiên địa chi tâm, vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao bắt đầu khuếch trương nhanh chóng một lần nữa. Biên giới vũ trụ đang phát ra tiếng nổ ầm vang chấn động, sương mù hỗn loạn đang di chuyển, trong đó còn có tia chớp và sấm sét giống như đang khai thiên sáng thế. Có thể nói cho dù là chuẩn đế, thậm chí một vài đại đế khuếch trương vũ trụ bên trong cũng không thể có được tốc độ như quân Tiêu Dao. 10 lực lượng thế giới tiểu thiên, 15 lực lượng thế giới tiểu thiên, 20 lực lượng thế giới tiểu thiên. Có thể nói đối với cường giả bình thường, thậm chí là chuẩn đế, luyện nhiều hơn một lực lượng thế giới tiểu thiên phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên và tinh hoa. Nhưng đối với quân Tiêu Dao thì quả thật giống như không cần tiền. Ầm ầm ầm. Cuối cùng sau khi luyện hóa một thời gian, vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao sở hữu 30 lực lượng thế giới tiểu thiên, mà quân Tiêu Dao bây giờ cũng chỉ là một huyền tôn trẻ tuổi mà thôi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chuẩn đế đều sẽ ngạc nhiên. Phù, lực lượng vũ trụ bên trong của ta bây giờ có lẽ đã mạnh hơn chuẩn đế cấp thấp rồi nhỉ? Quân Tiêu Dao mỉm cười, có thể chấp nhận cho dù là một vài chuẩn đế cấp thấp, e rằng lực lượng của vũ trụ bên trong vẫn chưa sánh bằng quân Tiêu Dao. Đây là lý do vì sao quân Tiêu Dao có thể trắng trợn tùy ý vượt cấp giết người, sở hữu danh xưng phá cấm cấp to lớn. Bởi vì thuộc tính và tầng cấp lực lượng của hắn đã không phải là thứ mà cường giả chí tôn thất cảnh có thể so được. Đương nhiên quân Tiêu Dao không hề tiêu hao hết toàn bộ thiên địa chi tâm. Hắn vẫn còn giữ lại một phần lực lượng bản nguyên để hắn tiện sử dụng cho đột phá lần sau. Đến khi hắn đạt được vũ trụ huyền hoàng cũng có thể thuận tiện đột phá cảnh giới. Chỉ một thiên địa chi tâm đã có thể khiến vũ trụ bên trong của ta tiến bộ nhiều như thế. Nếu như có được càng nhiều bản nguyên vũ trụ huyền hoàng thì như thế nào, quân Tiêu Dao đã bắt đầu chờ mong. Tuy hắn là thiếu chủ nòng cốt nhất của đế tộc Vân Thị, hơn nữa còn có được sự công nhận của tổ tiên vũ trụ Vân Hải, có thể tùy ý luyện hóa bản nguyên vũ trụ Vân Hải. Nhưng mà vũ trụ Vân Hải dù sao cũng không phải của một mình quân Tiêu Dao, mà thuộc về cả đế tộc Vân Thị. Dù như thế nào quân Tiêu Dao cũng không thể tổn hại đến lợi ích của cả gia tộc chỉ vì lợi ích của chính mình. Nhưng vũ trụ huyền hoàng không giống vậy. Nếu như hắn có thể cướp đoạt được, vậy hắn sẽ có quyền kiểm soát tuyệt đối vũ trụ huyền hoàng. Hắn muốn luyện hóa thế nào chỉ luyện hóa. Thậm chí, trong lòng quân Tiêu Dao còn có một dã tâm và kế hoạch to lớn hơn. Nếu như dùng vũ trụ huyền hoàng làm nền móng, xây dựng lại quân đế đỉnh ở giới hải, vậy sẽ là cảnh tượng như thế nào? Thật ra trước đây, trong lòng quân Tiêu Dao đã có dự tính. Giới hải có thế giới và tài nguyên phong phú, không hề thua kém cửu thiên tiên vực tí nào. Xây dựng một thế lực ở một thế giới như vậy đương nhiên thích hợp không gì bằng. Chỉ là trước đây quân Tiêu Dao vẫn chưa có cơ hội thích hợp, cũng không tìm được thuộc hạ và thế lực thích hợp. Nhưng bây giờ vũ trụ huyền hoàng là cơ hội tốt nhất. Tài nguyên, địa bàn đều có đủ. Còn về thế lực, Thành Vô Cực ở Hoắc Phong về cơ bản đã thuộc về dưới trướng của quân Tiêu Dao. Còn về người thần thánh tộc,
tuy chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng cũng không hẳn không có khả năng. Đợi sau này thu phục thêm càng nhiều thế lực hơn. Hình thức ban đầu của quân đế đình hiện ra rồi. Tuy quân Tiêu Dao được hậu thuẫn bởi đế tộc phân thị khổng lồ, nhưng dù thế nào có được thế lực của riêng mình vẫn tốt nhất. Đương nhiên đây không phải là chuyện mà khiến quân Tiêu Dao cần phải suy nghĩ. Điều đầu tiên hắn phải làm là nghĩ cách nắm giữ vũ trụ huyền hoàng. Mà muốn nắm giữ một vũ trụ đa nguyên cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Chương 2371, sóng gió ma đầu lại nổi dậy, Bìa Phong Thần xuất hiện. Tiếp theo chính là dấu ấn màu vàng thần bí kia. Quân Tiêu Dao cảm nhận được dấu ấn thần bí kia trong nguyên thần. Đó chính là kim thủ chỉ của đứa con khí vận mục huyền này. Sau khi quân Tiêu Dao cướp lấy mới phát hiện điểm kỳ diệu của nó. Ví dụ như trong ý thức của hắn sẽ xuất hiện một bóng hình màu vàng kim. Bất cứ công pháp thần thông nào đều có thể thôi diễn. Có thể nói đây chính là lợi khí của tên thiên kiêu mục huyền kia. Nhưng đáng tiếc, đối với một tồn tại thiên tư ngộ tính vốn yêu nghịch cực điểm như quân Tiêu Dao thì thôi diễn công pháp thần thông này trông có vẻ hơi là. Cho dù có chút tác dụng hỗ trợ nhưng thật ra quân Tiêu Dao chỉ cần dựa vào ngộ tính thiên phú của mình đã làm được rồi. Nhưng mà dấu ấn màu vàng kim này cũng không hẳn phế hoàn toàn, trong đó cũng ẩn chứa lực lượng thần hồn vô cùng hùng hồn. Nếu như luyện hóa vẫn có lợi với nguyên thần của ta, quân Tiêu Dao suy tính. Cấp bậc nguyên thần của hắn bây giờ vẫn là cấp hàng xa hậu kỳ. Phỏng chừng nếu luyện hóa dấu ấn vàng kim này, cấp bậc nguyên thần có lẽ sẽ tăng lên lần nữa. Nhưng mà bây giờ quân Tiêu Dao không làm như vậy. Bởi vì hắn biết dấu ấn vàng kim này có liên quan đến đế lăng thần bí kia. Đợi sau khi mọi thứ kết thúc hắn luyện hóa dấu ấn này cũng không muộn. Sau khi hóa giải khúc mắc sơ lược, quân Tiêu Dao lặng lẽ rời khỏi Nguyệt Thần Thánh tộc không hề kinh động đến bất cứ ai. Hắn phải làm một vài việc. Sau khi tiêu diệt Mục Thiên Thánh tộc, chín đại vực cũng hiếm khi rơi vào trạng thái yên bình ngắn ngủi. Sở dĩ nói là yên bình ngắn ngủi, đương nhiên là bởi vì tất cả các sinh linh ở vũ trụ huyền hoàng biết được, có lẽ không bao lâu nữa những đế tộc giới ngoại sẽ giáng xuống. Điều duy nhất khiến sinh linh vũ trụ huyền hoàng cảm thấy có phần yên tâm chính là bởi vì áp chế của quy tắc trời đất. Những chi cường giả đế tộc giới ngoại khó có thể có được thế lực đỉnh cao ở vũ trụ huyền hoàng, cho nên cũng không quá lo lắng cả vũ trụ huyền hoàng này sẽ gặp đại nạn. Nhưng mà tất cả mọi người đều cho rằng, trong lúc chín đại vực hưởng thụ một khoảng bình yên ngắn ngủi, một sự việc lại bắt đầu truyền ra khắp nơi. Đó chính là không ít thiên kiêu của các thế lực lớn đều gặp phải độc thủ, bị hút cạn luyện hóa giống như biến thành cái xác khô. Điều này khiến mọi người nhớ đến đại ma đầu thần bí từng xuất hiện trong huyền hoàng cổ lộ trước đây. Bởi vì cuộc chiến diệt tộc trước đây đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, cho nên chuyện này tạm thời bị người ta bỏ quên sau đầu. Nhưng bây giờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Đáng chết, rốt cuộc là ai dám hạ độc thủ với thiên kiêu của tộc ta? Có lão tổ của thế lực bất hủ mang theo sự tức giận đang la hét. Thậm chí không chỉ là thế lực bất hủ, ngay cả thiên kiêu của thánh tộc Thái Hư bên ngoài cũng gặp phải kiếp nạn này. Chuyện này khiến thánh tộc Thái Hư nổi trận lôi đình, bắt đầu phái người điều tra chuyện này. Mà bên thánh tộc Phù Đề, trong một tẩm cung, đáng chết, sao lại như vậy, rốt cuộc là ai? Lúc này vẻ mặt của Phù Đồ Ngạn vô cùng khó coi. Sau khi huyền hoàng cổ lộ kết thúc, Phù Đồ Ngạn thật ra cũng từng suy nghĩ có phải nên dừng tay rồi không. Dù sao hắn cũng đã luyện hóa đủ thiên kiêu ở huyền hoàng cổ lộ, thậm chí còn dấy lên khủng hoảng. Nếu như cứ tiếp tục, nếu như bị phát hiện e rằng thật sự phải rước lấy sự tức giận của mọi người, thậm chí sẽ đem lại rắc rối to lớn cho Phù Đồ Thánh tộc. Cho nên sau khi từ huyền hoàng cổ lộ quay về, Phù Đồ Ngạn đã dừng lại một đợt. Nhưng mà dục vọng trong lòng mãi mãi không cảm thấy thỏa mãn được. Thực lực bây giờ của Phù Đồ Ngạn quả thực đã coi như là hàng đầu, cho dù trong thiên kiêu thánh tộc cũng là hạng nhất hạng nhì. Nhưng mà cũng chính nguyên nhân này ngược lại khiến Phù Đồ Ngạn cảm thấy không đủ. Nếu như hắn có thể luyện hóa nhiều thiên kiêu hơn, có phải thực lực sẽ càng mạnh hơn không? Sau này có lẽ sẽ trở thành người đứng đầu chí kim ở vũ trụ huyền hoàng. Thực lực càng mạnh, dã tâm càng nhiều, điều này không thể nào tránh khỏi. Đặc biệt là người từng là đệ tử quần là áo lượt như Phù Đồ Ngạn, sau khi có được sức mạnh càng không thể thỏa mãn. Cho nên Phù Đồ Ngạn không dừng tay được bao lâu lại bắt đầu âm thầm giết những thiên kiêu có được thể chất huyết mạch đặc biệt kia. Nhưng mà điều khiến Phù Đồ Ngạn không ngờ được chính là thế mà không chỉ có một mình hắn có được cơ duyên công pháp này. Rốt cuộc là ai? Tuy ta cũng luyện hóa những người này nhưng tuyệt đối không thể ra tay với thiên kiêu của thánh tộc Thái Hư. Xem ra có người cũng có được cơ duyên giống như ta. Nhếch mặt Phù Đồ Ngạn vô cùng u ám. Bản năng của hắn cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Có phải có người đang tinh kế với hắn không? Nhưng là ai cơ chứ? Trước đây hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử quần áo lộ làm mà thôi. Ai sẽ để ý đến hắn chứ? Nếu thật sự có người thứ hai có được công pháp giống như ta, vậy hắn có hơi quá khoác lác rồi. Nhưng mà đây cũng không phải chuyện xấu. Nếu như ta có thể tìm ra người này để hắn chịu tội thay, lành hết mọi tội lỗi, vậy ta có thể an toàn rồi. Phải nói Phù Đồ Mạn vẫn có một chút khôn lỏi thế này.
nhưng đáng tiếc hắn căn bản không biết người hắn tính kế là ai. Từ đầu đến cuối, Phù Đồ Mạn đều nằm trong bản cờ nhưng hắn lại không hề hay biết. Theo với tin tức về tên đại ma đầu truyền ra, cũng khiến cho cả chín đại vực hoang mang trong lòng. Đương nhiên người lo sợ chủ yếu vẫn là các thiên kiêu sở hữu thiên phú và huyết mạch đặc biệt kia. Bởi vì mọi người đều biết rằng ma đầu thần bí có lẽ là một thiên kiêu trẻ tuổi, cho nên không thể nào ra tay với các cường giả thế hệ trước. Điều này cũng khiến cho rất nhiều thiên kiêu gần như bế quan hiếm khi ra ngoài trong khoảng thời gian này. Mà trong tình huống này, bỗng nhiên lại truyền đến một tin tức. Đó chính là ở Cổ Linh Vực, một trong những chín đại vực lại xuất hiện dị tượng, bầu trời dậy sóng. Giống như dường như có thể thấy được một bia đá vô cùng cổ xưa. Một vài cường giả có nhãn lực đã nhìn ra, sau đó kinh ngạc không thôi. Bởi vì bia đá đó lại chính là bia phong thần trong lời đồn. Chương 2372, bia phong thần ngộ đạo, giáng xuống Tổ Linh Vực. Bia phong thần là cơ duyên đặc biệt của thế giới giới hải, tổng cộng có 9 mặt, cũng là một bảng thứ hạng. Tu sĩ vũ trụ huyền hoàng cũng không ngờ bia phong thần lại giáng xuống nơi này. Nhưng mà nghĩ lại vũ trụ huyền hoàng cũng là một thế giới trong giới hải, bia phong thần giáng xuống dường như cũng chẳng phải là việc không có khả năng. Hơn nữa có cường giả đã cảm nhận được, bia phong thần đó có lẽ là bia phong thần nhưng về ngộ tính trong 9 khối bia phong thần, cũng để khảo nghiệm năng lực ngộ tính của một người. Điều này vô cùng quan trọng đối với các tu sĩ. Nhưng mà trước mắt bởi vì ma đầu thần bí tàn sát bừa bãi, thiên kiêu của các vực khác đương nhiên không dám ra đường, càng không thể vượt qua các vực đến Tổ Linh Vực. Điều này đương nhiên tạo ra một buổi tập hợp giữa các thiên kiêu bản thổ Tổ Linh Vực. Mà trong Tổ Linh Vực, thế lực mạnh nhất đương nhiên là Tổ Linh Thánh Tộc, một trong những năm đại thánh tộc. Cũng có người ngầm đoán lần này có phải sẽ có thiên kiêu của Tổ Linh Thánh Tộc lưu danh trên bia phong thần. Dù sao Tổ Linh Thánh Tộc đều được cho là sinh mệnh linh loại, trời sinh thân thiện với tự nhiên và đại đạo. Năng lực ngộ tính và ngộ đạo của bọn họ có lẽ là tồn tại mũi nhọn trong thiên kiêu. Tổ Linh Vực mênh mông bát ngát như một vùng đất vô cùng màu mỡ. Mà lúc này trong hư không vùng biên giới Tổ Linh Vực, một bóng người áo trắng dùng truyền tống trận vượt vực đến Tổ Linh Vực. Đó chính là Quân Tiêu Dao. Hắn đến Tổ Linh Vực một mình. Tiểu Bạch Hổ thì ở lại Nguyệt Thần Thánh Tộc ăn trực uống trực. Đã ra tay với Thánh Tộc Thái Hư, tiếp theo là Tổ Linh Thánh Tộc, Quân Tiêu Dao thầm nói. Trước đây ma đầu thần bí khiến lòng người hoang mang kia đương nhiên là kế tác của hắn. Tuy Quân Tiêu Dao chẳng thèm dùng đến giá y ma quyết kia để tu luyện, nhưng vì để hoàn thành kế hoạch của hắn nên cũng chỉ đành đích thân ra tay. Còn về những thiên kiêu hy sinh kia căn bản chẳng đáng nhắc đến trong kế hoạch của hắn. Thiên kiêu của Tổ Linh Thánh Tộc hơi đặc biệt, giống với tộc Thánh Linh trước đây, là sinh mệnh linh loại. Bọn họ chính là nguyên liệu luyện vũ khí cực tốt, Quân Tiêu Dao suy nghĩ. Nếu như luyện hóa thêm càng nhiều thiên kiêu Tổ Linh Thánh Tộc, vậy hai thành bán sinh khí e rằng càng thêm có linh tính, thậm chí còn có khả năng phái sinh ra khí linh. Đến lúc đó, tiềm lực đại la kiếm thai và đỉnh vạn vật mẫu khí cũng lớn mạnh. Thậm chí bản thân khí linh cũng trở thành một trợ lực to lớn. Còn có bia phong thần, thật không ngờ nó lại giáng xuống vũ trụ huyền hoàng này. Lẽ nào bia phong thần này thật sự chuẩn bị cho ta sao? Ta đi đến đâu, bia phong thần sẽ giáng xuống đó. Khi nghe thấy bia phong thần sắp giáng xuống Tổ Linh Vực, Quân Tiêu Dao cảm thấy thật cạn lời. Làm sao bia phong thần biết được hắn sẽ đến Tổ Linh Vực? Nhưng mà những thứ này đều không quan trọng. Vừa đúng lúc trước đây hắn đạt được phần thưởng bia phong thần, mảnh vỡ thế giới cũng luyện hóa gần xong rồi. Vừa hay có thể leo lên đầu bảng, sau đó nhận được phần thưởng. Nếu để người khác biết được suy nghĩ của Quân Tiêu Lăng, chắc chắn sẽ không nói nên lời. Đối với các thiên kiêu giới hải, đây chính là bia phong thần khảo nghiệm. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, đó quả thực chỉ là công cụ để hắn quét phần thưởng và thành tựu mà thôi. Còn nữa, không biết bia phong thần giáng lâm có thu hút mấy nhân vật thú vị đến hay không. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sâu xa khó lường. Hắn luôn cảm thấy khí vận của vũ trụ huyền hoàng không thể truyền hết lên người của một mình Mục Huyền được. Dù sao thì vũ trụ huyền hoàng cũng là một vũ trụ đa nguyên, mênh mông vô tận. Cũng có khả năng sẽ xuất hiện vài đứa con huyền hoàng. Sau đó tranh giành khí vận lẫn nhau giống như nuôi cổ, cuối cùng bộc hết tài năng xuất hiện một người thủ hộ. Nếu như thật sự chỉ có một mình Mục Huyền vậy thật sự quá nhạt nhẽo. Tổ Linh Vực, phạm vi vô cùng rộng lớn. Linh Sơn Đại Xuyên, Động Thiên Phúc Địa, nhiều không đếm xuể. Cũng vì môi trường như thế này mới ấp ủ ra vô số sinh mệnh linh loại, hình thành nên Tổ Linh Thánh Tộc. Có thể nói thánh tộc Tổ Linh trước đây, hương thịnh không ai sánh bằng. Nhưng sau này lại xảy ra một chuyện. Đó chính là người lãnh đạo trước đây của Tổ Linh Thánh Tộc, Linh Tổ đã bị trọng thương và ngã xuống sau trận đại chiến với Chí Cường Giả Đế Tộc ở Hỗn Độn. Cho đến nay, Tổ Linh Thánh Tộc cũng không còn khôi phục lại vị trí đỉnh cao nữa. Tuy vẫn chưa rơi vào bước suy bại như Mục Thiên Thánh Tộc, nhưng rõ ràng cũng không còn ở đỉnh cao với cường thế như trước đây. Trong Tổ Linh Thánh Tộc, không biết có bao nhiêu tộc nhân hy vọng rằng nếu như Linh Tổ đại nhân vẫn còn vậy thì tốt biết bao. Tổ Linh Vực, một vùng đất hẻo lánh, núi non trùng điệp, cây cối xanh mướt.
mặt hồ như viên ngọc bích được khảm vào trong núi sâu. Dương gia rắn giỏi, sương mù mênh mông lượn lờ. Đây nhất định là một chốn bồng lai tiên cảnh. Mà trong vùng địa vực này, bờ ruộng đan xen, nhà cửa ngay ngắn, lại là một sơn thôn nhỏ. Trong sơn thôn, có nông phu đang làm ruộng, nữ tử đang giặt quần áo bên bờ sông, trông vô cùng yên bình thanh tịnh. Mà trong sự yên bình này, lại có một bóng người phá vỡ sự yên tĩnh này. Một bóng dáng nhỏ nhắn vác theo một con man như một sừng loạng choạng đi đến cổng thôn. Con man như một sừng này giống như một tiểu sơn bao, sát khí quanh quẩn toàn thân, vừa trông thấy đã cảm thấy đáng sợ, là một con hung thú. Nhưng mà người vác con man như một sừng này lại là một đứa cậu nhóc có vẻ chỉ tuổi. Trên người đứa cậu nhóc mặc đồ da thú, da thịt trắng nõn, ánh mắt đen láy, buộc tóc lên cao. Vầng trán như chứa nét thông minh, trông cả người vô cùng linh hoạt. Thạch đầu, con lại bắt về một con hung thú sao? Đúng vậy đại thẩm, con định phơi làm thịt khô ăn trên đường đi. Thạch đầu, con thật sự muốn đi lưu bạc sao? Tuổi vẫn còn nhỏ như vậy, không sao, con chỉ đi xem giới ngoại, vẫn sẽ quay về mà. Đứa trẻ tên là Thạch đầu nhếch môi mỉm cười. Trong ánh mắt một vài đại thẩm toát lên vẻ lo lắng, dù sao bọn họ cũng nhìn Thạch đầu lớn lên. Hay, bà đừng lo lắng nữa. Hắn là con trai của Sơn Thần mà, một nông phu trung niên lên tiếng. Chương 2373, con trai của Sơn Thần. Đứa trẻ tên Thạch đầu này là do lão thôn trưởng ở đây nhặt được đem về trong lúc hái thuốc trên núi. Mà Thạch đầu này cũng vô cùng bất phàm. 3 tuổi đã theo thợ săn trong thôn lên núi săn bắt. 10 tuổi đã đánh bại thú vương đáng sợ trong thâm sơn. Cho nên mọi người trong làng đều bảo với nhau rằng Thạch đầu là con trai của Sơn Thần, trời sinh bất phàm. Còn về Thạch đầu mạnh mẽ đến cỡ nào, người trong làng đều không rõ. Bởi vì bọn họ đều không phải là người tu luyện. Chỉ biết Thạch đầu tuổi còn nhỏ đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Sau đó, người trong thôn bắt đầu giúp Thạch đầu chia nhỏ thịt man như một sừng. Còn ánh mắt của Thạch đầu lại trông về phía xa xăm. Không biết tại sao hắn luôn cảm thấy bản thân mình không thuộc về tiểu sơn thôn này. Dường như hắn đã được định sẵn phải xông pha ở giới ngoại. Còn nữa, giấc mơ đó dường như càng lúc càng thường xuyên hơn. Thạch đầu lẩm bẩm trong miệng. Hắn thường mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, có một lăng mộ vô cùng to lớn, dường như đứng sừng sững ở cuối thế giới. Mà trong lăng mộ dường như mơ hồ xuất hiện một bóng người vô cùng to lớn ngạo nghễ. Bóng người đó giống như đang kêu gọi hắn. Trước đây giấc mơ đó chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một lần, nhưng gần đây lại càng ngày càng thường xuyên hơn. Cho nên Thạch đầu cảm thấy mình nên xuất phát rồi. Giới ngoại có lẽ rất đặc sắc. Còn nữa, nắm đấm của ta cũng rất ngứa. Những tiêu yêu thú trong sơn thôn không còn đủ để ta luyện tập rồi. Thạch đầu nhếch môi. Hắn là một đứa quỷ nhỏ thích gây chuyện đấy. Tổ linh vực phạm vi rộng lớn, trong đó thế lực lớn mạnh nhất đương nhiên là tổ linh thánh tộc. Bây giờ vực chủ của tổ linh vực cũng do một vị lão tổ trong tổ linh thánh tộc đảm nhiệm. Nhưng tổ linh vực ngoại trừ tổ linh thánh tộc ra thì vẫn còn một vài thế lực bất hủ bất phàm. Ví dụ như Bắc Minh Thần Sơn, Viêm Quốc, Vọng Nguyệt Hoàng Triều. Mà bây giờ có một tin đồn, Vọng Nguyệt Hoàng Triều có một vị trưởng công chúa ra đời. Trên mặt mang mặt nạ vàng kim, sa trọng lộng lẫy. Đại hoàng tử của Viêm Quốc hâm mộ tìm đến. Kết quả chỉ một chiêu đã bị trưởng công chúa đánh bay, khiến tứ phương kinh ngạc. Đại hoàng tử Viêm Quốc tốt xấu gì cũng là thiên kiêu cũng há nổi danh ở tổ linh vực. Tuy không phải là thiên kiêu thánh tộc nhưng cũng không hề yếu kém. Kết quả lại bị đánh bại trong một chiêu. Do đó, vị trưởng công chúa thần bí của Vọng Nguyệt Hoàng Triều càng khiến người ta tò mò. Vọng Nguyệt Hoàng Triều, quốc đồ. Trong một tòa thâm cung, một bóng dáng xinh đẹp tuyệt sắc trong thiên hạ, dáng vẻ lười biếng tựa lên vương tọa. Đôi chân ngọc ngà trắng như tuyết đan chéo nhau, ánh lên vẻ rực rỡ chói mắt. Bóc dáng càng đẹp đến mức không thể hình dung, đường cong phát thảo khiến người ta động lòng. Mái tóc đen như thác nước tùy ý xõa tung khiến trong sự lạnh lùng của nữ nhân tăng thêm một phần cao quý lười biếng. Đó là một khí chất cao quý nhìn xuống chúng sinh. Rất khó tưởng tượng trưởng công chúa của một nước lại có khí chất như thế. Tuy Vọng Nguyệt Hoàng Triều là thế lực bất hủ, thực lực không hề yếu kém một vùng, nhưng cũng không đến nỗi bồi dưỡng ra một nữ tử có khí chất tuyệt thế như vậy. Mà trên gương mặt của nữ tử mang một chiếc mặt nạ vàng kim, không những không cắt giảm đi khí chất của nữ tử ngược lại còn tôn thêm sự cao quý thần bí, giống như một gốc hoa hồng vàng có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể chơi đùa. Ma đầu thần bí, thú vị đấy. Không ngờ rằng trong vũ trụ huyền hoàng lại xuất hiện dấu vết của người kế thừa bản nguyên ma quân. Ngón tay ngọc mà của trưởng công chúa khẽ gõ lên tay vịn của vương tọa. Dưới lớp mặt nạ vàng kim, đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm ánh lên tia sáng u ám. Tiểu thư, đây có phải là âm mưu nào đó không? Một bóng người thấp thoáng trong áo bào đen đứng bên cạnh vương tọa. Nhưng qua giọng nói và dáng người duyên dáng mơ hồ có thể nhận ra đây là một nữ tử. Mặc kệ là âm mưu hay dương mưu, về sau phải điều tra rõ ràng. Nhưng trước mắt vẫn còn chuyện khác phải làm. Trưởng công chúa lẩm bẩm một mình, chậm rãi đưa tay lên. Trong bàn tay trắng nõn không tì vết của nàng đang mân mê một chiếc nhẫn ánh lên tia sáng lấp lánh.
Vậy tiểu thư, sau này ngươi muốn đến bia phong thần xem thử. Trưởng công chúa khoanh tay đứng dậy không chút lung lay, giống như nữ hoàng nhìn xuống chúng sinh. Tổ linh vực, dãy núi huyền cổ. Đây vốn chỉ là một nơi trong vô số linh sơn đại xuyên ở tổ linh vực, nhưng dạo gần đây lại tập hợp vô số thiên kiều. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, dãy núi huyền cổ vốn hơi hoang vắng nay đã chật ních vô số thiên kiêu. Trên trời, dưới đất toàn bộ là thiên kiêu. Những người này toàn bộ đều là thiên kiêu của các thế lực tổ linh vực. Mà dãy núi huyền cổ chính là nơi bia phong thần giáng xuống. Phóng tầm mắt ra xa, trong hư không bên trên dãy núi huyền cổ, trong sương mù dày đặc lượn lờ dường như có một bia đá vô cùng cổ xưa sắp giáng xuống. Bia phong thần mặt ngộ tính, không biết ta xếp thứ mấy trên đó, còn thứ mấy chứ. Lưu danh được trên đó không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Nhưng mà nếu nói từ khía cạnh ngộ tính, thiên kiêu tổ linh thánh tộc có lẽ có khả năng lưu danh nhất nhỉ. Đúng vậy, sinh linh tổ linh thánh tộc đều là những sự tồn tại do trời đất ngươi dưỡng, gần gũi với các pháp tắc tự nhiên và đại đạo nhất. Vô số thiên kiêu vừa thảo luận vừa chờ đợi. Mà trong đám người đông nghẹt này, có một đứa quỷ nhỏ đang ngó nghiêng ngó dọc nhìn chung quanh. Trên người mặc đồ gia thú, ánh mắt sáng ngời, vầng trán chất chứa sự thông tuệ. Đó chính là thạch đầu từ trong tiểu sơn thôn đi ra. Chương 2374, tập hợp bìa phong thần, vạn linh chân giải. Bìa phong thần, không biết ta có thể lưu danh hay không, thạch đầu nói thầm trong lòng. Từ khi hắn bắt đầu có ý thức, trong đầu của hắn đã có một bộ công pháp. Bộ công pháp này giống như khắc ghi vào trong huyết mạch ký ức của hắn. Công pháp này tên là vạn linh chân giải, là đại đạo lĩnh hội vạn vật tự nhiên, có thể tập hợp linh khí từ nhật nguyệt tinh thần trong sông suối núi non, lĩnh ngộ đại đạo. Đây cũng là lý do vì sao thạch đầu lại có thể trở thành tu sĩ ở trong một tiểu sơn thôn không hề tồn tại một tu sĩ nào. Tuy không ai chỉ dạy cho hắn nhưng thiên địa vạn vật đều là sư tôn của hắn. Có thể tưởng tượng được sau khi thạch đầu tu luyện vạn linh chân giải rốt cuộc ngộ tính sẽ đáng sợ đến mức nào. Ngay cả bản thân thạch đầu cũng cảm thấy có lẽ hắn có thể lưu danh trên bia phong thần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thiên kiêu tụ tập lại càng nhiều thêm. Nhưng mà đều là thiên kiêu của bản thổ tổ linh vực. Bởi vì chuyện của ma đầu thần bí nên các thiên kiêu đại vực còn lại đều đóng cửa không dám tùy ý ra ngoài rêu rao. Còn tổ linh vực bởi vì tạm thời chưa xảy ra chuyện ma đầu giết người kia cho nên những thiên kiêu này cũng không kiêng kỵ gì. Lúc này có tiếng ồn ào truyền đến. Trên không trung đằng xa, một vài thiên kiêu của thế lực bất hủ chân chính đã đến. Ví dụ như nhân mã một vùng, người choàng áo bào đen chính là người của Bắc Minh Thần Sơn. Thiên kiêu Bắc Minh Thần Sơn tên là Bắc Minh Sơn Tử, khí chất ung dung. Còn bên kia nhân mã Viêm Quốc trên người mặc hoa phục đỏ thẫm cũng đã đến. Dẫn đầu là đại hoàng tử tiếng tăng lẫy lừng của Viêm Quốc, cũng chính là vị bị trưởng công chúa Vọng Nguyệt Hoàng Triều đánh bại trong một chư trước đây. Rất nhiều người đều nhìn đại hoàng tử Viêm Quốc, trên gương mặt mang theo vẻ trơ trọc. Nhưng mà khiến mọi người sửng sốt chính là nét mặt của vị đại hoàng tử này dường như chẳng hề oán giận vì bị trưởng công chúa một chiêu đánh bại. Ngược lại nét mặt hơi ngẩn ngơ mơ màng, thậm chí còn có chút ngây ngốc. Lần này có lẽ nàng cũng sẽ tới nhỉ, đại hoàng tử Viêm Quốc thầm lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn lại hiện lên vẻ si tình. Hết cách. Bởi vì phong thái khí chất của vị trưởng công chúa đó quá xuất chúng, khiến cho đại hoàng tử Viêm Quốc đã từng nhìn thấy vô số mỹ nhân cũng phải ngạc nhiên cảm thán người này chỉ có trên trời. Cho nên cho dù thua cuộc nhục nhã như thế nhưng hắn không có chút oán giận, hắn chỉ cảm tâm tình nguyện quỳ dưới váy thạch liệu của mỹ nhân. Mà lúc này lại có một nhóm thiên kiêu đến. Chính là thiên kiêu của tổ linh thánh tộc. Trong đó có một nữ tử mặc váy màu xanh lục với mái tóc màu xanh. Chính là vị phong linh tử từng xuất hiện trong huyền hoàng cổ lộ trước đây. Nhưng mà thiên kiêu đi đầu lại không phải phong linh tử, mà là một nam tử toàn thân toát lên kiềm ý. Giống như chỉ cần nhìn một cái đã có thể rạch mắt người khác. Kế mà lại là hắn, kiếm linh tử, hắn xuất quan rồi. Nghe nói vị kiếm linh tử này là sinh mệnh linh loại được diễn hóa ra ở vùng đất táng binh. Nếu như luyện hóa hắn vào trong binh khí thì... Diệt! Ngươi không cần mạng ngữa à? Tổ linh thánh tộc kiên kỵ nhất chính là bị người khác coi thành nguyên liệu luyện khí. Một vài thiên kiêu nhìn thấy kiếm linh tử, trong ánh mắt đều mang theo vẻ đố kỵ. Đây chính là thiên kiêu thánh tộc tiếng tăm lẫy lừng. Trước đây bởi vì bọn họ bế quan cho nên mới không đến huyền hoàng cổ lộ. Vị ma đầu thần hí kia lại luyện hóa cốt linh tử trong huyền hoàng cổ lộ. Nếu như để ta gặp phải ta nhất định sẽ lấy thủ cấp của hắn. Giọng điệu kiếm linh tử lạnh nhạt mang theo sắc ý. Phong linh tử ở bên cạnh khẽ gật đầu. Bỗng nhiên dường như nàng nhìn thấy thứ gì đó, nhếch mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Kiếm linh tử hỏi. Hình như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, phong linh tử nói. Kiếm linh tử nhìn theo ánh mắt của phong linh tử. Bỗng nhiên nhìn thấy một công tử áo trắng. Hắn lặng lẽ khoanh tay đứng nơi đó. Tiên quang lượn lờ quanh người, gương mặt mông lung mang theo ý vị thần bí. Cũng có không ít thiên kiêu ở đó chú ý đến vị công tử áo trắng này, lần lượt lộ ra vẻ sửng sốt. Nếu như ta nhớ không sai đây có lẽ là Ngọc công tử nhỉ, phong linh tử nói. Là phong linh tử cô nương sao? Hân hạnh, người này đương nhiên là quân Tiêu Dao.
Sau khi hắn nghe ngóng nơi bia phong thần xuất hiện cũng đi thẳng đến đây. Hắn cũng biết thiên kiêu của tổ linh thánh tộc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hắn là ai? Từ khi nào tổ linh vực xuất hiện một thiên kiêu thế này? Kiếm Linh Từ khẽ nhíu mày. Hắn vẫn luôn tự khoác lác mình là thiên kiêu mạnh nhất tổ linh vực. Bây giờ lại gặp một nhân vật khiến hắn không thể nhìn thấu hiếm thấy. Hắn là Ngọc Công Tử, trước đây đã từng gặp ở Huyền Hoàng Cổ Lộ, dường như có quan hệ khá thân thiết với Thương Nguyệt Thánh Nữ của Nguyệt Thần Thánh Tộc, Phong Linh Tử nói. Là vậy sao? Hắn có lai lịch thế nào? Kiếm Linh Tử hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ, giống như chẳng có xuất thân gì cả, Phong Linh Tử đáp. Lẽ nào là một tên công tử bột chỉ dựa vào khí chất tướng mạo, dựa thê thánh nữ thánh tộc? Kiếm Linh Tử nghe đến đây trong lòng không khỏi có suy nghĩ như vậy. Trước đây hắn còn cảm thấy người này có vẻ hơi thần bí. Bây giờ xem ra có lẽ do hắn nghĩ nhiều mà thôi. Kiếm Linh Tử không để ý đến Quân Tiêu Dao nữa. Quân Tiêu Dao đương nhiên cũng không trò chuyện gì thêm với bọn họ, bởi vì vận mệnh của bọn họ đã được định sẵn rồi. Kiếm Linh Tử sao? Quân Tiêu Dao mỉm cười nhàn nhạt. Chương 2375, Trưởng Công Chúa Bá Đạo. Chuyện này không khỏi khiến hắn nhớ đến thiên kiêu của Thành Cũ Thánh Linh, Kiếm Đế Tử. Bản thể của hắn vẫn còn chôn ở Thiên Kiếm Thạch, cuối cùng đã bị Đại La Kiếm Thai của hắn luyện hóa trong cấm khu Cửu Thiên rồi. Mà Kiếm Linh Tử này nghe nói vẫn là một sinh mệnh linh loại được diễn hóa thành ở vùng đất Táng Binh, càng xứng với Đại La Kiếm Thai của hắn hơn. Trong lúc Quân Tiêu Dao đang tính toán trong lòng, trong đám người đông nghịt, ánh mắt của Thạch Đầu cũng dừng lại trên người của Quân Tiêu Dao. Dù sao thì Quân Tiêu Dao cũng như hạc sữa bầy già, vô cùng chói mắt khiến người ta chăm chú nhìn vào. Ý, hắn. Trong ánh mắt Thạch Đầu toát lên nỗi nghi ngờ. Không biết vì sao khi nhìn thấy vị công tử áo trắng này, trong lòng hắn theo bản năng sinh ra một cảm giác khác thường. Giống như một sự thôi thúc, đang thúc giục hắn mau rời khỏi nơi này. Hắn là ai? Thạch Đầu thầm lẩm bẩm. Dù sao thì hắn vẫn còn tâm tính của một nhóc trẻ con, đương nhiên không thể nào cứ như vậy rời đi. Hừm, trong lúc ánh mắt của Thạch Đầu đang nhìn chăm chú vào Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao cũng cảm nhận được, liếc nhìn Thạch Đầu, nhưng Quân Tiêu Dao cũng chỉ nhìn một cái rồi thu tầm mắt lại, giống như tùy ý đảo mắt một vòng. Có điều trong ánh mắt của hắn lại lóe lên một tia khó hiểu. Ngươi có tư cách, đủ tự tin đến đây khiêu chiến Bia Phong Thần chắc chắn là tài năng xuất chúng hơn hẳn mọi người. Ngoại trừ những nhân vật đặc biệt ra, trẻ tuổi nhất chắc cũng phải mấy trăm tuổi. Tuy trong các tu sĩ mấy trăm tuổi được coi là trẻ nhất, nhưng nếu nói một đứa nhóc đến tham gia cũng không quá đáng. Tuy tướng mạo, hình thể của tu sĩ có thể thay đổi, nhưng cũng không có thiên kiêu nào cố ý hóa thành đứa trẻ. Mà đứa nhóc như thế này lại đến tham gia khảo nghiệm Bia Phong Thần. Thú vị đấy, lẽ nào cứ như vậy đã vặp được sao? Trong lòng Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Tuy hắn sẽ không nương tay chỉ vì đứa con khí vận là một đứa trẻ, nhưng đây quả thật là một tình huống khác biệt với trước đây. Quân Tiêu Dao vẫn muốn quan sát thêm nữa, coi nên hắn không có ý định đánh rắn động cỏ. Còn Thạch Đầu nhìn thấy ánh mắt liếc qua của Quân Tiêu Dao, bản thân hắn cũng nghĩ có phải mình đã nghĩ nhiều rồi không. Sau đó các thiên kiêu vẫn tiếp tục đợi, nhưng sau đó lại có một tiếng ồn ào vang lên, vô số ánh mắt đều tập trung vào một hướng. Một loài chim kỳ lạ hiếm thấy bay ngang qua bầu trời. Đó là một loài chim kỳ lạ có huyết mạch phượng hoàng, như không giống với phượng hoàng bình thường. Phượng hoàng này toàn thân màu bạc giống như được đúc kết từ thủy ngân, tỏa ra ánh sáng màu bạc chói lóa. Đó là thần thú hộ quốc của Vọng Nguyệt Hoàng Triều, Vọng Nguyệt Phượng Hoàng. Khi nhìn thấy con phượng hoàng đó, mọi người đều hô lên. Vọng Nguyệt Phượng Hoàng là thần thú hộ quốc của Vọng Nguyệt Hoàng Triều, nếu không có sự kiện lớn sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ nó đã xuất hiện rồi. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là bên trên Vọng Nguyệt Phượng Hoàng còn có một nữ tử tuyệt thế, mái tóc đen bay phấp phới, trên gương mặt mang mặt nạ vàng kim. Nàng còn cao hơn các nam nhân bình thường, vóc dáng với đường cong mồ lên. Đôi chân xinh đẹp thon dài trắng như tuyết ở giữa làn váy che khuất thẳng tắp nuột nà giống như gốm sứ. Nàng cưỡi Vọng Nguyệt Phượng Hoàng đến đây một mình, nhưng khí tức dường như bao phủ toàn bộ nơi đây. Nàng chính là trưởng công chúa Vọng Nguyệt Hoàng Triều kia sao? Cái này cũng quá dữ rồi, thế mà lại dùng thần thú hộ quốc làm tọa kỵ. Mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời. Vọng Nguyệt Phượng Hoàng được xem là tự trưng cho một nước, lúc này lại biến thành tọa kỵ. Trưởng công chúa, vị đại hoàng tử của Viêm quốc, sau khi nhìn thấy trưởng công chúa, trong ánh mắt hắn toát lên ngọn lửa nóng rực trước nay chưa từng có. Mà lúc này cũng không có ai nhìn đại hoàng tử bằng ánh mắt khác thường, bởi vì bọn họ đã bị hút hồn bởi ánh mắt của trưởng công chúa. Trưởng công chúa của Vọng Nguyệt Hoàng Triều lại là ngươi như thế sao? Đúng vậy, từ trước đến nay chưa từng nghe nhắc đến, cho lý mà nói nữ tử phong hoa tuyệt sắc như này phải tiếng tăm lẫy lừng mới đúng chứ. Đúng vậy, tuy nàng mang mặt nạ vàng kim trên mặt, nhưng từ khí chất có thể nhìn ra được đây nhất định là một mỹ nhân có 102 ở 9 đại vực, thậm chí có thể đứng đầu cả vũ trụ huyền hoàng. Trưởng công chúa Vọng Nguyệt Hoàng Triều đến chắc chắn dấy lên một trận huyên náo. Bên tổ linh thánh tộc, Phong Linh Từ khẽ nhíu mày. Nàng vốn là kiều nữ chói mắt nhất ở nơi này, bây giờ hoàn toàn đã bị trưởng công chúa cướp mất hết hào quang.
Trưởng công chúa điện hạ, từ trận chiến lần trước, trong lòng ta vẫn lưu đên nhớ. Đại hoàng tử Viêm Quốc tiến lên phía trước nhưng mà vẫn chưa nói hết câu đã nghe trưởng công chúa lạnh lùng nói. Cuộc sắc mặt đại hoàng tử Viêm Quốc sững sờ, tiếp tục nói. Trưởng công chúa điện hạ, ta chỉ muốn nói có phải sau bia phong thần, ta có thể mời ngươi. Ầm. Đại hoàng tử Viêm Quốc chưa nói dứt lời đã thấy trưởng công chúa chỉ tay thành kiếm hạ xuống đại hoàng tử Viêm Quốc. Xẹt xẹt. Cả người đại hoàng tử Viêm Quốc đều bị chẻ làm đôi. Nguyên thần trực tiếp bị tiêu hủy. Lặng ngắt như tờ. Vô số thiên kiêu trong cả dãy núi huyền cổ đều lặng im không lên tiếng. Trưởng công chúa Vọng Nguyệt Hoàng triều này không một lời giải thích đã thẳng tay giết đại hoàng tử Viêm Quốc. Chuyện này quả thật khiến người ta không thể tin nổi. Phải biết rằng đây có lẽ sẽ khơi dậy trận đại chiến của hai phe bất hủ và hoàng triều. Nhưng mà sau khi giết đại hoàng tử Viêm Quốc, gương mặt dưới lớp mặt nạ của trưởng công chúa vẫn hờ hững như thường, tưởng chừng như tiện tay bóp chết một con muỗi phiền phức mà thôi. Vọng Nguyệt Hoàng triều xuất hiện một nhân vật thế này từ khi nào, cho dù Kiếm Linh Tử cũng kinh ngạc không thôi. Còn những tùy tùng đi theo đại hoàng tử Viêm Quốc cũng ngơ ra luôn. Tuy bọn họ tức giận nhưng lại không dám ra tay. Không phải vì uy áp lớn mạnh do Vọng Nguyệt Phượng Hoàng đem lại mà lại đến từ sự lạnh lẽo khiến người khác lạnh thấu xương của vị trưởng công chúa tuyệt sắc nhất thiên hạ kia. Bọn họ không dám ra tay. Nhóm người Viêm Quốc lần lượt rời đi. Có lẽ ngày sau Viêm Quốc và Vọng Nguyệt Hoàng triều sẽ không còn yên bình nữa. Nhưng vị trưởng công chúa này không hề để ý. Dường như nàng chẳng quan tâm đại chiến chấn động trời đất giữa hai nước. Mà trong lúc nơi này lặng đi vì hành động của công chúa, một bóng người áo trắng lại ung dung đi đến trước mặt trưởng công chúa. Công chúa điện hạ, đã lâu không gặp, trên gương mặt của Quân Tiêu Dao mang theo nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, giống như gặp lại người cách biệt đã lâu. Quả thật là xa cách đã lâu nay tương phùng. Chương 2376, khí tức thần hồn của Khương Thành Y. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đi lên, tất cả các thiên kiêu ở đó đều vô cùng sửng sốt. Không nhìn thấy vết xe đổ đại hoàng tử Viêm Quốc ở đây sao? Thế mà còn dám đi lên. Tuy yểu điệu thục ngữ, quân tử hào cầu, nhưng đây là nục mạng đó. Phong Linh Tử thấy vậy, khẽ lắc đầu nói. Con tưởng là ai, không ngờ cũng là hạng người trăng hoa bị sắc mê muội. Trước đây ở huyền hoàng cổ lộ, nàng thấy Quân Tiêu Dao và Y Thương Nguyệt rất thân thiết. Kết quả bây giờ lại trêu dẹo trưởng công chúa. Trong lòng Phong Linh Tử đã vắn một nhãn gián tra năm lăng nhăng lên người Quân Tiêu Dao. Nhưng mà Quân Tiêu Dao không thèm để ý đến ánh mắt của bất cứ ai bên ngoài. Hắn chỉ khẽ mỉm cười nhìn nữ tử phong hoa tuyệt sắc trên mặt mang mặt nạ vàng kim ở phía trước. Tuy Quân Tiêu Dao ôm thái độ thưởng thức nữ tử xinh đẹp, nhưng không đến nỗi gặp ai cũng yêu. Hoàn toàn ngược lại, nữ tử có thể khiến hắn tán thưởng không ít, nhưng nữ tử có thể khiến hắn chủ động đáp lời lại chỉ có một trong vạn người. Sở dĩ Quân Tiêu Dao chủ động đi lên không phải là vì trưởng công chúa mà phong hoa tuyệt sắc, mà vì trên người trưởng công chúa hắn cảm nhận được một khí tức linh hồn quen thuộc như có như không. Đó chính là khí tức thần hồn thuộc về Khương Thành Y. Tuy bây giờ tạm thời hắn chưa thể xác định chắc chắn nữ tử trước mặt chính là một trong tứ hồn của Khương Thành Y, nhưng khí tức quen thuộc lại là thật. Tất cả thiên kiêu ở đó đều nín thở, giống như đang chờ đợi khoảnh khắc thấy máu. Nhưng mà khiến mọi người sửng sốt chính là vị trưởng công chúa khi này ra tay quả quyết ác nhiệt lại không ra tay ngay lập tức. Lúc này dưới lớp mặt nạ, vẻ mặt của trưởng công chúa hơi hoảng hốt. Đương nhiên không phải vì khí chất tướng mạo xuất chúng của công tử áo trắng trước mắt. Bất cứ nữ tử nào trong thiên hạ đều có thể động lòng trước khí chất tướng mạo của Quân Tiêu Dao, nhưng duy chỉ có nàng sẽ không. Nàng cũng không phải là nữ tử mê muội ngốc nghếch, chỉ là ngay khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, nàng cảm thấy đầu óc hơi ngẩn ngơ. Một loại cảm xúc khó tả dần dần sinh ra, thậm chí từ tận sâu trong lòng nàng cảm thấy kinh ngạc không nhỏ. Sau đó nàng thản nhiên lên tiếng hỏi, chúng ta quen nhau sao? Nam tử trước mặt nói đã lâu không gặp, chẳng lẽ trước đây bọn họ từng gặp sao? Nếu như ta nói kiếp trước chúng ta biết nhau thì sao? Quân Tiêu Dao mỉm cười. Có thể nói đây là cách nói sáo rỗng nhất về mối quan hệ giữa hai người khác giới. Nhưng ánh mắt của Quân Tiêu Dao lại sáng ngời. Quả thực giống như nói thật. Ồ, vậy ta lại muốn biết kiếp trước ta là một nữ nhân như thế nào? Trưởng công chúa hỏi lại. Là một trích tiên tử thông minh dịu dàng, thanh thiện xinh đẹp, không nhiễm bụi trần. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Ha, vậy e rằng công tử nhận nhầm người rồi. Bổng công chúa tuyệt đối không phải ngươi như vậy. Trưởng công chúa mỉm cười, gần như mang theo sự chế nhạo nhàn nhạt. Tuy nàng cũng cho rằng nàng sẽ là một nữ tử như thế, nhưng sự thật lại khiến nàng bước lên con đường này. Ánh mắt Quân Tiêu Dao khẽ thu lại. Xem ra vị trưởng công chúa này không giống với Y ngoan ngoãn. Tuy Y từng trải qua khó khăn gian khổ, vùng vẫy ở tầng lớp thấp nhất, nhưng tính cách của nàng vẫn đơn thuần chất phát. Mà vị trưởng công chúa này tùy ý ra tay giết chết vị đại hoàng tử Viêm Quốc đã có thể thấy đây không phải là nhân vật bình thường. Hơn nữa giống như có rất nhiều câu chuyện. Quân Tiêu Dao cũng không vội nhất thời.
Những gì hắn tâm lúc này chỉ để hiểu rõ thân phận thật sự của trưởng công chúa. Nàng chắc chắn không hề đơn giản như tên gọi trưởng công chúa Vọng Nguyệt Hoàng Triều. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao lại không có kết cục như đại hoàng tử Viêm Quốc, mọi người đều bất ngờ. Chẳng lẽ thật sự cần nhìn mặt hay sao? Chuyện này quá thực tế rồi đấy. Trông đẹp trai có thể có đặc quyền sao? Đương nhiên bọn họ không biết trong lòng của trưởng công chúa và Quân Tiêu Dao đều có suy nghĩ riêng của mình. Ngay lúc này, tầm ầm ầm, bầu trời rung chuyển. Một bia đá cổ xưa vạn trượng từ trong không trung giáng xuống. Bên trên có vô số ánh sáng chói lóa đại diện cho từng vị thiên tài tuyệt thế từ xưa đến nay. Bia Phong Thần Ngộ Đạo giáng lâm. Sau khi Bia Phong Thần Ngộ Đạo giáng lâm, một vài thiên kiêu đã không kiềm chế nổi, bắt đầu xôn xao tiến vào trong. Bia Phong Thần Ngộ Đạo khảo nghiệm ngộ tính, cho nên cho dù là thiên kiêu cảnh giới tu vi khá cao cũng chưa chắc có thể chiếm lợi về ngộ tính. Dù sao cảnh giới tu vi cũng có thể đạt được nhờ vào các đan dược bảo bối, thậm chí là quán đỉnh. Tuy cảnh giới như vậy vô cùng phù phiếm, cho nên cảnh giới tu luyện của một người không thể đo lường ngộ tính của người đó. Mà cùng với dòng người thiên kiêu tiến vào, đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn người không có ai có thể lưu danh lên trên. Cuối cùng, khoảnh khắc nào đó Bắc Minh Sơn Tử của Bắc Minh Thần Sơn cất bước đi ra, tiến vào trong Bia Phong Thần Ngộ Đạo. Hắn được coi là thiên kiêu được xếp vào hàng đầu ở tổ linh vực. Nhưng mà sau khi hắn tiến vào, Bia Phong Thần vẫn không có phản ứng gì, vẫn chưa có cái tên mới được ghi lên trên. Bia Phong Thần này khó như vậy sao? Các thiên kiêu của tổ linh vực đều ngạc nhiên. Có lẽ bởi vì Bia Phong Thần ít xuất hiện ở vũ trụ huyền hoàng, cho nên bọn họ đã đánh giá thấp giá trị của Bia Phong Thần. Mà lúc này Phong Linh Tử của tổ linh thánh tộc cuối cùng cũng bước ra. Nàng là kiêu nữ của tổ linh vực, từng tham gia huyền hoàng cổ lộ, được coi là một nữ thiên kiêu có chút tiếng tăm. Mà cùng với bước chân tiến vào của nàng, Bia Phong Thần vốn không có quá nhiều phản ứng lại hơi rung lên. Chương 2377, đẹp trai là có đặc quyền sao? Thành công rồi sao? Nhìn thấy cảnh này, một vài thiên kiêu không quá bất ngờ. Nhưng mà sau đó điều khiến mọi người sửng sốt là trên Bia Phong Thần dường như có sáng lên, nhưng cuối cùng vẫn yếu dần đi. Phong Linh Tử bước ra sắc mặt hơi tái nhợt, cắn môi không nói ra lời. Ngay cả Phong Linh Tử cũng thất bại, lúc này một vài thiên kiêu thật sự ngạc nhiên. Phong Linh Tử là kiêu nữ của tổ linh vực, mà sinh linh của tổ linh vực đều là sinh mệnh linh loại, còn là tồn tại trời sinh đất dưỡng, thân cận đại nạo. Kết quả, vẫn không thể lưu danh trên Bia Phong Thần. Ta đến đây, Kiếm Linh Tử khoanh tay đi thẳng vào trong Bia Phong Thần Ngộ Đạo. Mà khi hắn tiến vào, Bia Phong Thần cuối cùng cũng rung lên. Cuối cùng ánh sáng ngưng tụ thành ba chữ Kiếm Linh Tử. Kiếm Linh Tử lưu danh ở Bia Phong Thần rồi. Cuối cùng cũng có người lưu danh. Lẽ nào tổ linh vực của ta chỉ có Kiếm Linh Tử có thể lưu danh thôi sao? Một thiên kiêu than thở. Kiếm Linh Tử là yêu nghiệt mạnh nhất tổ linh thánh tộc, có thể nói đã là cấp bậc đỉnh cao trong thiên kiêu tổ linh vực. Muốn tìm ra người thứ hai mạnh hơn hắn thật sự rất khó. Hừm, nhưng mà Kiếm Linh Tử bước ra lại cho mày không vừa lòng với tình hình này. Tuy hắn đã lưu danh trên Bia Phong Thần nhưng thứ hạng quá thấp. Không, thậm chí không thể được coi là lọt vào bảng xếp hạng. Chỉ có thể để lại một cái tên mà thôi. Mà trên Bia Phong Thần, hàng vạn cái tên chói mắt, mà cái tên hắn lưu lại thật sự không bắt mắt lắm. Trong lúc mọi người cho rằng Bia Phong Thần Ngộ Đạo cứ như vậy sẽ kết thúc, bỗng nhiên, ầm ầm ầm, cả tấm Bia Phong Thần bỗng xảy ra chấn động dữ dội, một ánh sáng rực rỡ kết tụ. Cuối cùng mọi người chỉ thấy một cái tên vô cùng chói mắt xuất hiện trên Bia Phong Thần, mà thứ hạng cũng khá cao. Mọi người nhìn chằm chằm, thầm lẩm bẩm cái tên ấy. Thật đầu, sau nghĩ nhìn rõ tên, thiên kiêu tại đó đều ngơ ngác nhìn nhau. Đây là tên gì vậy chứ? Hơn nữa tổ linh vực có thiên kiêu như vậy sao? Trong lúc tầm mắt của mọi người đều nhìn về cái tên chói lóa trên Bia Phong Thần, một bóng người lại rất khiêm tốn chui ra từ Bia Phong Thần. Bởi vì không ít thiên kiêu đi vào Bia Phong Thần Ngộ Đạo, cho nên cũng không gây sự chú ý. Có phải ta quá huynh hoang rồi không? Tên nhãi thật đầu gãi đầu mấy cái, nhưng mà rất dễ nhận thấy hắn vô cùng hài lòng với thứ hạng của mình. Càng khỏi phải nói hắn đã đạt một vài phần thưởng trong Bia Phong Thần. Có thể nói vô cùng đắc chí. Thạch đầu cho rằng không ai chú ý đến hắn. Nhưng hắn lại không ngờ rằng có hai ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người hắn. Một người đương nhiên là Quân Tiêu Dao. Trước đây hắn đã chú ý đến đứa trẻ này, nhưng cũng không đánh rắn động cỏ. Một người khác chính là trưởng công chúa kia. Nàng khẽ giơ tay lên. Chiếc nhẫn như chạm trổ bạch ngọc trong tay lặng lẽ phát sáng. Có liên quan đến hắn sao? Nét mặt dưới lớp mặt nạ của trưởng công chúa mang theo vẻ sâu xa. Mà khi nàng hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ lại phát hiện một ánh mắt đang nhìn nàng. Đương nhiên là Quân Tiêu Dao. Tại sao hắn luôn nhìn ta? Nhếch mặt trưởng công chúa hơi kỳ lạ. Nói thật với tính cách của nàng, nếu đổi lại nam nhân khác nhìn chằm chằm nàng như vậy, e rằng nàng đã móc mắt người đó ra từ lâu. Nhưng không biết vì sao đối mặt với công tử áo trắng, nàng lại luôn có một cảm giác kỳ lạ đặc biệt. Trưởng công chúa ung dung thản nhiên giống như không chú ý. Ồ, thú vị đấy, lẽ nào?
Trong lòng Quân Tiêu Dao thầm suy đoán. Trong lúc mọi người vẫn còn ngạc nhiên, cuối cùng trưởng công chúa cũng bước lên đài sen, tiến vào bia phong thần. Lúc này càng thu hút ánh mắt của vô số người. Nếu như trước đây vị trưởng công chúa này e rằng không thể khiến người ta để mắt. Nhưng sau khi nàng giết đại hoàng tử Viêm Quốc, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú. Trưởng công chúa thần bí của Vọng Nguyệt Hoàng Triều rốt cuộc có thể lưu lại tên hay không? Tầng ầm ầm. Sau khi trưởng công chúa tiến vào bia phong thần, tấm bia phong thần đó lại chấn động hơn bao giờ hết. Ánh sáng rồn rập. Từng cái tên bên trên vốn vô cùng rực rỡ lại giống như ảm đạm dần. Chuyện gì thế này? Thanh thế này còn to lớn hơn kiếm tinh tử và thạch đầu trước đây. Rất nhiều thiên kiêu đều rất ngạc nhiên. Tiếp theo đó bọn họ còn nhìn thấy một màn chấn động hơn. Đứng đầu trên bảng xếp hạng bia phong thần xuất hiện một cái tên vô cùng chói mắt. Cái tên này tiến thẳng vào thứ hạng mấy chục. Sau đó là hàng thứ 10, thứ 5. Cuối cùng chậm rãi tăng lên xếp hạng thứ nhất trước ánh mắt của mọi người. Xôn xao ầm ĩ. Cả dãy núi đều xôn xao. Quả thật thay đổi tam quan của tất cả mọi người. Ta không nhìn lầm chứ, đứng thứ nhất sao? Vị trưởng công chúa này sao lại yêu ngược biến thế chứ? Vô số thiên kiêu đều rớt tròng mắt ra ngoài. Sao lại như thế chứ? Cho dù kiếm linh tử vẫn luôn ung dung bình tĩnh, lúc này nét mặt cũng chứa đựng nỗi chấn động. Vọng Nguyệt Hoàng Triều từ bao giờ xuất hiện một yêu nghiệt thế này? Trước tiên là thạch đầu không rõ lai lịch bao trùm lấy hào quang của hắn. Bây giờ lại thêm một trưởng công chúa. Tỷ tỷ đó lợi hại quá. Thạch đầu nấp trong đám người không mấy bắt mắt cũng thốt lên vô cùng kinh ngạc. Hắn rất tự tin với thiên chất ngộ tính của mình. Nhưng không ngờ rằng trưởng công chúa đó có thể vượt qua hắn, thậm chí xếp thứ nhất. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn rõ cái tên chó lóa kia. Khi mọi người nhìn rõ lại vô cùng sửng sốt. Vô danh. Trưởng công chúa không hề để lại tên thật. Xếp thứ nhất lại không lưu lại tên thật. Chỉ có thể nói rất có khí phách và cá tính. Tiếp đó trưởng công chúa bước ra khỏi bia phong thần. Bởi vì nàng mang mặt nạ cho nên không có ai nhìn thấy nét mặt của nàng. Nhưng mọi người cảm nhận được vẻ mặt của trưởng công chúa rất bình tĩnh. Không có chút kiêu ngạo hay dương dương tự đắc nào. Nhưng đây là tồn tại đứng đầu bia phong thần nó. Chương 2378, Tiêu Nguyệt sướng với yêu nghiệt. Coi như cũng được, dưới lớp mặt nạ nét mặt của trưởng công chúa vô cùng bình tĩnh. Những người khác đều ngạc nhiên trước biểu hiện của nàng. Nhưng chỉ có nàng biết rằng, với tư thiên chất mà nàng sở hữu, đạt được ngộ tính thứ nhất cũng là điều bình thường. Công chúa điện hạ. Hay lắm, giọng nói Quân Tiêu Dao mang theo ý tán thưởng, mỉm cười gật đầu với trưởng công chúa. Sau đó hắn phất tay láo tùy ý bước vào bia phong thần. Trưởng công chúa nhíu mày ánh mắt cũng nhìn theo. Trong tình huống này công tử này lại muốn khiêu chiến sao? Nhưng mà... Tầng! Ngay khoảnh khắc Quân Tiêu Dao tiến vào bia phong thần. Cả tấm bia phong thần này rung lên hơn bao giờ hết. Sự chấn động này giống như tinh thần trên bầu trời đang rung chuyển. Cả dãy núi Huyền Cô đang dao động. Trên bia phong thần, mỗi một cái tên rực rỡ đều đang lần lượt dần ảm đạm đi. Giống như ánh sáng của tất cả các ngôi sao tập hợp lại với nhau cũng không thể so với ánh mặt trời chói rọi. Động tĩnh này thậm chí còn lớn hơn động tĩnh của trưởng công chúa trước đây. Trời đất ơi! Đây là nhân vật thần tiên nào vậy? Hôm nay ta được chứng kiến lịch sử rồi sao? Thiên kiêu cả dãy núi Huyền Cổ đều chấn động đến cứng nờ. Chuyện hôm nay khiến bọn họ kinh ngạc đã quá đủ rồi. Hôm nay lại thêm một chuyện nữa sao? Ngọc công tử đó sao lại thế? Phong linh tử cũng kinh ngạc không thôi. Tuy lúc ở Huyền Hoàng Cổ Lộ nàng đã cảm thấy Quân Tiêu Dao khá thần bí, nhưng cũng không ngờ rằng hắn có thể khiến bia phong thần thay đổi như thế. Sau đó, trong lúc mọi người kinh ngạc mang theo nét mặt sửng sốt, trên đỉnh cao nhất của bia phong thần có một quỹ đạo như rồng bay phượng múa đang phát thảo. Cuối cùng xuất hiện ba chữ Quân Tiêu Dao. Khi ba chữ này xuất hiện, dưới lớp mặt nạ vàng kim, nét mặt trưởng công chúa đột nhiên thay đổi. Là hắn. Nét mặt của trưởng công chúa trở nên sâu xa, khóe môi nhếch lên như cười như không. Không ngờ lại là hắn, Quân Tiêu Dao. Hắn không phải họ Ngọc, Phong Linh Tử lại lộ ra nét mặt kỳ lạ. Nhưng mà bây giờ nàng cũng sẽ không truy xét đến tên giả của Quân Tiêu Dao. Bởi vì lúc này tất cả mọi người bao gồm cả nàng đều hoàn toàn chấn động. Tên của Quân Tiêu Dao nằm trên đỉnh bia phong thần ngộ đạo. Trưởng công chúa đoạt vị trí thứ nhất bỗng chốc biến thành thứ hai. Rất nhiều người đều nhìn trưởng công chúa. Phát hiện ra rằng trưởng công chúa vẫn bình tĩnh đứng đó, dường như không hề có cứ mất cảm xúc nào khi rơi xuống vị trí thứ hai. Tiếp theo đó, bia phong thần ngộ đạo sáng lên, bóng dáng của Quân Tiêu Dao xuất hiện. Khóe miệng của hắn khẽ mỉm cười, lại nhận được phần thưởng một mảnh vỡ thế giới. Còn về tên thật của Quân Tiêu Dao hắn cũng không để ý. Ở vũ trụ Huyền Hoàng không có bao nhiêu người biết được cái tên Quân Tiêu Dao này. Nhiều lắm cũng chỉ biết thiếu chủ đế tộc Vân Thị Vân Tiêu sát thần ở giới ngoại. Nhưng mà lùi một bước, cho dù bị lộ ra Quân Tiêu Dao cũng không để ý. Kế hoạch phải hoàn thành của hắn đã làm xong rồi, đường lui nên bố trí cũng đã bố trí rồi. Tiếp theo đây đợi đế tộc Vân Thị nhúng tay vào là được.
cho nên không cần thiết phải che giấu thân phận. Lúc này Quân Tiêu Dao đi đến trước mặt trưởng công chúa. Thiên Kiêu ở tại đó nhìn đôi nam nữ này đều cảm thán trong lòng. Đây rốt cuộc là thần tiên gì đây? Quả thật là yêu nghiệt xứng đôi với yêu nghiệt. Kỷ lục đầu bảng bia phong thần liên tiếp bị bọn họ đánh bại. Quân Tiêu Dao nhìn chằm chằm vào trưởng công chúa, mỉm cười. Xin lỗi. Trưởng công chúa, không cẩn thận đã cướp mất vị trí thứ nhất, tách ngươi xuống dưới rồi. Nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, toàn bộ đều lặng ngắt như tờ. Đây được coi như trêu chọc không? Hơn nữa còn trêu dạo một trưởng công chúa có tùy ý giết hoàng tử một nước. Nhưng mà, mọi người lại nghĩ, Quân Tiêu Dao leo lên đầu bảng bia phong thần ngộ đạo, hình như cũng không cần sợ gì cả. Dưới lớp mặt nạ vàng kim, trưởng công chúa khẽ nhíu mày. Sống đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên có nam nhân dám trêu dạo nàng. Nếu như là nam tử khác đừng nói đến trêu chọc, cho dù chỉ làm phiền nàng một chút thôi, như vậy kết cục cũng sẽ giống với đại hoàng tử Viêm Quốc. Nhưng mà Quân Tiêu Dao lại khiến nàng cảm thấy có một loại cảm xúc khác thường. Nhưng nét mặt trưởng công chúa vẫn bình tĩnh như cũ, nàng thản nhiên nói. Quân công tử vậy mà đã vượt ngoài dự tính của ta, nhưng mà ngộ tính không đại diện cho tất cả. Lời nói trưởng công chúa vừa dứt dường như một dòng chiến ý nổi lên khóa chặt vào Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng chỉ mỉm cười. Vị trưởng công chúa này tính khí không tốt lắm, hơn nữa hình như có khuynh hướng bạo lực. Nhưng mà lúc này thiên kiêu khắp nơi đều nhìn chăm chú. Chiến ý phát ra từ trưởng công chúa cũng dần được thu lại. Quân công tử, chúng ta sẽ lặp lại, trưởng công chúa nói. Đương nhiên rồi, Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, nhưng giống như có một sự ăn ý không cần phải ra tay. Bia phong thần ngộ đạo cũng hạ màn. Tay rằng thiên kiêu của tổ linh vực cũng không ngờ rằng bọn họ có thể chứng kiến được kỳ tích thế này. Hai yêu nghiệt tuyệt thế liên tiếp leo lên đầu bảng. Mà hai người này đều có lai lịch thần bí. Một người là trưởng công chúa Vọng Nguyệt hoàng tộc trước đây chưa từng nghe nhắc đến. Một người càng có lai lịch như ẩn số, chỉ biết rằng trước đây có quan hệ với thành nữ Thương Nguyệt của Nguyệt Thần Thánh tộc. Có thể nói điều này vượt khỏi dự liệu của tất cả thiên kiêu ở tổ linh vực. Kiếm linh tử vốn được kỳ vọng cao ngược lại trông giống như hạng sơ sài. Ngược lại thạch đầu cũng khiến mọi người chú ý. Nhưng không ai biết hắn là ai. Chương 2379, giết kiếm linh tử, sinh ra linh tính. Sau khi chuyện bia phong thần kết thúc, Quân Tiêu Dao cũng không rảnh rỗi. Hắn vẫn còn chuyện phải làm. Còn về đứa nhóc thạch đầu, tạm thời hắn không để ý. Nhưng mà hắn đã khá quen thuộc với khí tức của tên nhóc đó. Đến lúc đó dựa vào nguyên thần cấp hàng xa của Quân Tiêu Dao, muốn tìm tung tích của hắn có lẽ không khó. Hơn nữa điều quan trọng chính là hắn có thể xác định trưởng công chúa cũng chú ý đến tên nhóc đó. Trong một vùng hư không, Kiếm Linh Tử, Phong Linh Tử cũng lên đường quay về Tổ Linh Thánh tộc. Bởi vì Tổ Linh vực tạm thời chưa xuất hiện tung tích của ma đầu thần bí, cho nên bên cạnh bọn họ cũng không có cường giả gì đó đi theo. Trên đường đi, nét mặt của Kiếm Linh Tử vẫn ảm đạm. Phong Linh Tử ở bên cạnh cũng im lặng không nói gì. Nàng biết chuyến này của Kiếm Linh Tử đã gặp đả kích nặng nề. Dù sao biểu hiện của Quân Tiêu Dao và trưởng công chúa quá yêu nghiệt, thậm chí thạch đầu không biết rõ thân phận cũng mạnh hơn Kiếm Linh Tử. Chuyện này khiến mặt mũi của thiên kiêu mạnh nhất Tổ Linh Thánh tộc Kiếm Linh Tử biết để vào đâu. Mà lúc này bóng dáng của Quân Tiêu Dao bỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Hừm, chân mày của Kiếm Linh Tử khẽ nhíu lại. Phong Linh Tử cũng bất ngờ, nàng nhìn Quân Tiêu Dao. Ta nên gọi ngươi là Ngọc Công Tử hay là Quân Công Tử? Phong Linh Tử nói. Tùy ngươi. Quân Tiêu Dao nói. Thật ra ta luôn nghi ngờ, trước tiên không nói đến trưởng công chúa kia, ở vũ trụ huyền hoàng này từ khi nào xuất hiện một thiên kiêu như ngươi? Giọng điệu Kiếm Linh Tử nhàn nhạt. Ai nói nhất định phải ở vũ trụ huyền hoàng chứ? Quân Tiêu Dao mỉm cười nói. Cái gì? Nét mặt Kiếm Linh Tử và Phong Linh Tử bỗng nhiên thay đổi. Mà ngay sau đó, Quân Tiêu Dao đã ra tay. Vừa ra tay, khí tức và thực lực thật sự của hắn liền lộ ra. Ánh mắt Kiếm Linh Tử và Phong Linh Tử đột ngột thay đổi, hiện ra nỗi chấn động và không thể tin được. Ngươi rốt cuộc là ai? Kiếm Linh Tử vừa quát hỏi vừa ra tay. Kiếm ý hùng hồn tuôn ra giống như ngưng kết thành một thanh lợi kiếm chặt đứt trời xanh, chém về phía Quân Tiêu Dao. Kiếm Linh Tử tốt xấu gì cũng là tồn tại có đủ tư cách lưu danh trên bia phong thần, đương nhiên không thể tỏ ra yếu thế. Nhưng mà nét mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, chỉ tay thành kiếm. Ngón tay điểm một cái, kiếm khí tung hoành ngang dọc. Chiêu thức của Kiếm Linh Tử trực tiếp bị chôn vùi. Kiếm Linh Tử sửng sốt một lúc, thế mà còn hiểu kiếm hơn hắn. Quân Tiêu Dao lười nói mấy câu thừa thãi, hắn trực tiếp lấy ra Y Ma Quyết ra. Lần này ra tay khiến ánh mắt Kiếm Linh Tử toát lên vẻ hoảng sợ. Ngươi là đại ma đầu thần bí kia, khó có thể tưởng tượng được nỗi kinh ngạc từ sâu trong lòng Kiếm Linh Tử lúc này. Không chỉ có hắn, Phong Linh Tử cũng ngơ ngác. Sao có thể như vậy được, đại ma đầu kia là hắn sao? Phong Linh Tử hoàn toàn không tin, che giấu quá kỹ rồi. Chiêu thức của Quân Tiêu Dao hạ xuống, cho dù tu vi Kiếm
Linh Tử Phi Phàm có thể coi là đứng đầu trong thiên kiêu bản thổ ở vũ trụ huyền hoàng, nhưng mà khó tránh khỏi kết cục ngã xuống. Cả người đều bị hút cạn để luyện hóa, chỉ còn lại một cái xác khô mất hết mọi tinh hoa. Đừng! Đừng giết ta! Gương mặt Phong Linh Tử trắng bệch, mái tóc đen và làn váy xanh của nàng trông cũng khá xinh đẹp. Nhưng bởi vì kế hoạch Quân Tiêu Dao không thể nương tay, hắn cũng thuận tiện giải quyết luôn Phong Linh Tử. Sau đó Quân Tiêu Dao đem tinh hoa mà hắn lấy ra dung hỏa vào Đại La Kim Thai. Ngay lập tức, Đại La Kim Tiên phát ra tiếng ngâm khẽ. Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được trong Đại La Kim Thai dường như xuất hiện một đống tinh quang. Tuy chỉ là một tia yếu ớt, nhưng Quân Tiêu Dao lại cảm thấy Đại Kim Thai có thêm một phần linh tính trước nay chưa từng có. Đây chính là nền tảng trước khi diễn hóa khí linh, sinh ra linh tính. Thần binh sở hữu linh tính sẽ mạnh hơn thần binh không có linh tính. Không tệ lắm, sau này ta sẽ tìm nhiều nguyên liệu cho ngươi ăn no. Bàn tay Quân Tiêu Dao lướt qua Đại La Kim Thai. Đại La Kim Thai như cảm nhận được cũng nép vào bàn tay của Quân Tiêu Dao khẽ rung lên. Còn đỉnh vạn vật mẫu khí càng khó lột xác hơn cả Đại La Kim Thai. Sau đó Quân Tiêu Dao định khi chứng đạo sẽ khắc đạo của mình lên đỉnh vạn vật mẫu khí, có lẽ có thể khiến nó lột xác. Quân Tiêu Dao thu binh khí lại nhìn đám người kiếm tinh tử hóa thành cái xác khô. Có lẽ hành động lần này sẽ khiến tổ linh thánh tộc nổi trận lôi đình, mà đây cũng chính là mục đích của Quân Tiêu Dao. Có người đội sẵn nồi như Phù Đồ Ngạn thì sao Quân Tiêu Dao có thể không thêm chút nguyên liệu chứ? Mài ra, đứa bé kia. Ý nghĩ Quân Tiêu Dao khẽ chuyển động, nguyên thần cấp hàng xa cuồn cuộn bắt đầu thổi quét. Cơn sóng chấn động thậm chí kinh động đến không ít lão quái vật ở ẩn trong bí cảnh tổ linh vực, ai cũng kinh ngạc không thôi. Đây là dao động ý niệm của cường giả nào thế, lại hùng hồn như vậy. Sau đó, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nếu suy đoán của ta là đúng, vậy chuyện này càng trở nên thú vị rồi. Mai ta ra nàng cũng theo dõi đứa con thế giới của vũ trụ huyền hoàng, có nên khiêm nhường chút không nhỉ? Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Nếu là người khác muốn cướp con mồi của Quân Tiêu Dao, chắn chắc hắn đã bắt đầu tính kế. Nhưng nếu là trưởng công chúa kia vậy cũng hết cách. Ai bảo nàng có thể chính là một trong tứ hồn của Khương Thành Y chứ? Vợ nhà mình đương nhiên phải nhường rồi. Chương 2380, kế hoạch của trưởng công chúa. Trong vùng hư không xa xôi vạn dặm trong dãy núi huyền cổ, Vọng Nguyệt Phượng Hoàng dừng lại trên một đỉnh núi. Có trưởng công chúa lặng lẽ ngồi khoanh chân trên lưng Phượng Hoàng. Mái tóc đen tung bay trong gió, đường cong cơ thể xinh đẹp đến mức không thể soi mói. Nàng ngồi một mình lại bớt thêm mấy phần lạnh lùng, tăng thêm mấy phần đẹp đẽ hiu quạnh. Nhếch mặt dưới lớp mặt nạ vàng kim của trưởng công chúa xa thỏng. Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao. Trưởng công chúa khẽ lẩm bẩm cái tên này trong miệng, giống như có một ma lực không rõ nào đó. Sau đó trưởng công chúa lắc đầu cảm thấy bực dọc. Từ trước tới nay nàng chưa từng sinh ra cảm giác thế này với một nam tử nào. Còn cái họ là nhất kiến trung tính nàng lại xem thường không thôi. Chẳng qua chỉ vì tìm một lý do cho dục vọng của mình mà thôi. Mà lúc này, một nữ tử khoác áo bào đen xuất hiện. Tiểu thư, trưởng công chúa dường như chẳng nghe thấy. Tiểu thư, nữ tử mặc áo bào đen hơi bất ngờ. Tiểu thư từ trước đến nay bình tĩnh nhanh nhẹ cũng có lúc lơ đễnh. Ồ, điều tra thế nào rồi? Trưởng công chúa tỉnh táo lại giọng điều nhàn nhạt. Đại khái điều tra được một chút. Đứa trẻ kia giống như chẳng có lai lịch gì đặc biệt. Từ tin tức nghe ngóng được từ miệng của những người gặp hắn trên đường đến đây, hình như hắn sinh ra ở một tiểu sơn thôn. Tiểu sơn thôn. Trưởng công chúa trầm ngâm một lúc rồi nói. Tiếp theo ngươi làm thế này. Nghe thấy căn dặn của trưởng công chúa, nữ tử khoác áo bào đen kia cũng khẽ gật đầu. Sông rộng núi sâu, rừng cây già chọc trời. Một bóng người nhỏ nhắn như mãnh thú nhảy lên nhảy xuống, một chân đạp lên đỉnh núi nguy nga. Đương nhiên chính là Thạch Đầu đi ra từ dãy núi huyền cổ. Hai người đó rốt cuộc là ai mà lại lợi hại như thế? Thạch Đầu cũng lẩm bẩm. Từ nhỏ hắn đã tu luyện vạn linh chân giải cho nên cũng biết được đại khái mình là thiên phú dị bẩm. Nói không chừng sau này thật sự trở thành đại anh hùng bay trên trời trốn dưới đất như những gì lão thôn trưởng nói. Nhưng mà tại sao ta luôn có một dự cảm không tốt thế này? Thạch Đầu khẽ chau mày. Đặc biệt là công tử áo trắng kia lôi khiến Thạch Đầu cảm thấy bất an. Hắn đương nhiên không biết là bởi vì Quân Tiêu Dao đã xử lý Mục Huyền. Mà từ góc độ nào đó hắn và Mục Huyền đều là người đại khí vận. Ta cảm thấy bây giờ có lẽ nên bừa bãi một lần, tề thôn trước rồi tính sao. Tuy Thạch Đầu chỉ là đứa nhóc 8-9 tuổi, nhưng thật ra cũng khá lý trí. Dù sao thì người tu luyện vạn linh chân giải như hắn thông minh hơn người bằng tuổi. Tuy không thể thiếu tính cách trẻ con nhưng chung quy cũng trưởng thành hơn đám cùng tuổi. Sau đó, Thạch Đầu cũng bắt đầu lên đường quay về thôn. Vừa hay trong bia phong thần hắn cũng đạt được một vài phần thưởng cơ duyên, đúng lúc có thể tiêu hóa trong thôn. Qua một khoảng thời gian, Thạch Đầu cùng quay về trong tiểu sơn thôn. Đại Thúc, Đại Thẩm, Tiểu Hoa, thôn trưởng, ta quay về rồi. Ồ, Thạch Đầu quay về rồi. Thạch Đầu, ngươi ở bên ngoài đã làm nên danh tiếng gì chưa? Nhìn thấy Thạch Đầu quay về,
mọi người già trẻ lớn bé trong thôn đều đi ra. Dù sao thì bọn họ cũng vô cùng yêu thích Thạch Đầu. Tuy hắn là một đứa nhóc tinh nghịch bình thường cũng quậy đến mức và bay chó chạy trong thôn, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự yêu thích của mọi người dành cho hắn. Quay lại là tốt, quay lại là tốt. Lão thôn trưởng cũng xuất hiện cười ha hả. Thạch Đầu ca ca, giới ngoại lớn hay không? Còn nữa, bên ngoài toàn bộ đều là người tu hành sao? Một tiểu nha đầu 6-7 tuổi buộc tóc cao ngất, đôi mắt long lanh tò mò nói. Nàng tên là Tiểu Hoa, bình thường như cái đuôi theo sau Thạch Đầu. Bên ngoài đương nhiên lớn rồi. Sau đó Thạch Đầu bắt đầu trò chuyện rôm rả với người trong thôn. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, Thạch Đầu tiến vào sâu trong núi. Hắn muốn bắt tay vào luyện hóa các phần thưởng trong bia phong thần. Tuy hắn không lên đầu bảng không thể có được mảnh vỡ thế giới, nhưng phần thưởng cũng cực kỳ phong phú. Thạch Đầu đắm chìm trong tu luyện. Nhưng một khoảnh khắc nào đó, bên tai của hắn bỗng nghe thấy dị động nào đó. Hừm, nhếch mặt Thạch Đầu khẽ thay đổi. Thân hình bỗng phóng ra chạy giữa núi non trùng điệp. Hắn nhảy lên một ngọn núi phóng tầm mắt ra xa. Bỗng nhiên một âm thanh ầm ầm truyền đến. Ánh lửa ngút trời, khói bay cuồn cuộn. Nét mặt Thạch Đầu thay đổi cực lớn giống như đạn pháo nổ tung. Mà lúc này Tiểu Sơn thôn vốn dĩ yên bình cũng bị nhấn chìm vào trong máu lửa. Ồ, một bảo địa linh khí như vậy lại bị đám phàm nhân chiếm cứ, quả thật phung phí của trời. Một tu sĩ cưỡi dị thú lạnh lùng lên tiếng. Đám tu sĩ này lai lịch không tầm thường. Bọn họ là đạo phỉ giặc có tiếng tăm lẫy lừng tổ linh, ma phong đạo. Thường cướp bóc những tông phái thế lực vừa nhỏ, còn cướp rất nhiều tán tu. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ đụng chạm gì đến những thế lực bất hủ kia, cho nên các thế lực bất hủ đó cũng không quản bọn họ. Kết quả là ma phong đạo vẫn luôn tồn tại và nó ngày càng trở nên lớn mạnh. Một vài vị đưa ra trong đó thậm chí có sức mạnh của cấp bậc thần tôn và cấp bậc đạo tôn. Đương nhiên, tuy bọn họ là thổ phỉ, nhưng trên thực tế bọn họ gần như tương đương với một môn phái cỡ chung. Các vị đại nhân, phàm nhân chúng ta sống ở ngoại giới, cách biệt với thế giới, tuyệt đối không gây chuyện. Nếu như đại nhân thật sự cần mảnh đất này, có thể cho bọn ta thời gian để cho thôn dân rời đi hay không? Lão thôn trưởng bước ra, run rẩy nhìn mấy người dân trong thôn chết mà lòng đau như cắt. Cho các ngươi thời gian di cư. Một trong những đạo tặc lạnh lùng cười, sau đó nhìn về phía mấy tu sĩ đang đứng trong hư không. Ngươi ở giữa là tam đương gia của ma phong đạo, một cường giả cấp bậc thần tôn. Nghe lão thôn trưởng nói như vậy, nét mặt của tam đương gia ma phong đạo lạnh như băng. Thanh thật mà nói, nếu đổi lại lúc bình thường, hắn thực sự có thể không ra tay với những người phàm này. Không phải hắn tốt bụng, mà vì hắn rất lười. Đối với hắn, những phàm nhân này chẳng bằng con kiến, bọn họ là hạt bụi không đáng nhắc tới.